Em chào chị Mạc Thiên Hà, chào chị Nguyễn Ánh Nhật ạ. Hello. Em chào chị Hoàng Mỹ Linh nha. Chào tất cả các chị yêu đang xem livestream ạ. Em sẽ đợi mọi người vào đông đông một tí nhé. Chị ơi, ai đang xem live thì chấm bài lên bài cho em Tiên nha. Hello tất cả các chị yêu đang xem livestream ạ. Các chị yêu đang xem thì chấm bài tương tác giúp em nhá. Chấm bài lên bài cho em Tiên là để em Tiên có thể nhìn thấy các chị nhá. Em chào chị Trần, chị Nguyễn Hoa này, chào chị Hiền Anh này, chào chị Hương Nguyễn ạ. Em chào chị Vũ Hành ạ, Hằng ạ. Mọi người ơi, hôm nay là cuối tuần đúng không ạ? Thế nên là tối ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng vào săn sale. Ngày hôm nay thì Vin Scarlett sẽ sale toàn bộ áo blazer với giá rất là ưu đãi nha các chị yêu. Giá cực kỳ yêu luôn ạ. Hiện tại thì nguyên giá blazer nhà em đang bán từ 250k đến 400k. Nhưng ở với livestream này thì nhà em sẽ sale từ 180 tới 200k nha các chị yêu. Thế nên là các chị yêu nào đang xem live thì có thể chấm bài lên bài cho em nhé. Để em có thể nhìn thấy mọi người ạ. Mọi người ơi, đầu live thì em Tiên xin tư vấn một chút về chế độ chốt đơn về chế độ chốt đơn của nhà Vin Scarlett nha. Vì nhà Vin Scarlett thì sẽ ưu tiên chốt đơn cho những chị nào có hiển thị logo người chia sẻ, thế nên là em mời tất cả các chị đang xem livestream mọi người có thể chia sẻ cái livestream này ở chế độ công khai giúp em Tiên, và sau đó mình sẽ được ưu tiên chốt đơn đấy các chị yêu ạ. Còn đối với cả các chị khách mới ạ,
Đối với các chị khách mới thì chốt đơn theo cú pháp giúp em là mã cộng số điện thoại trên cùng một dòng, và ngay khi nghe thấy tên của mình được chốt mã đầu tiên, các chị vui lòng thoát livestream này và sau đó ra phần inbox nhắn tin cái mã mà mình vừa chốt được cho nhân viên bên em, và các bạn ấy sẽ hướng dẫn mình chuyển khoản đơn hàng đầu tiên nha các chị yêu. Và cái đơn hàng đầu tiên thì các chị yêu phải chuyển khoản 100% nha. Đối với đấy là đối với các chị khách mới ạ. Vì sao phải chuyển khoản? Đấy là tại vì nhà em muốn xác nhận mình là không phải nick ảo. Còn tất cả những đơn hàng tiếp theo thì mình có thể ship code bình thường ạ. Dạ vâng, ngày hôm nay thì tối ngày hôm nay thì Vin Scarlett sẽ sale toàn bộ áo blazer đang bán nguyên giá tại cửa hàng là từ 250k đến 400k, và tại livestream này sẽ sale từ 180k đến 200k nha các chị yêu. Thế nên là mọi người hãy cùng vào săn like cùng với em Tiên nhá. Và các chị ở nhà em cũng xin chia sẻ một chút về chế độ bảo hành của nhà Vin Scarlett để cho tất cả các chị khách mới nào mà mình mới mua hàng của nhà Vin Scarlett có thể yên tâm để săn like cùng với em Tiên tối nay nhá. Nhà Vin Scarlett sẽ bao lỗi 1 đổi 1 đối với các lỗi sờn, ố, rách, và hoàn chấp nhận hoàn tiền, thậm chí là đền tiền cho các chị nếu các chị phát hiện ra sản phẩm nhận đến tay của các chị không giống với những gì mà các chị chốt trên livestream nha mọi người. Và nhà em thì cam kết là cung cấp hàng tất cả các hàng nội địa Nhật và hàng châu Âu bán tại Nhật, không cung cấp hàng xưởng Quảng Châu, hàng may xưởng theo size số đại trà trên thị trường nha các chị yêu. Em chào chị Lan Đinh này, chào chị Ryan Trương nha. Các chị yêu ơi, mọi người đang xem like thì chấm lên bài cho em Tiên zoom giả nào. Sau đó em Tiên sẽ lên mã nhá. Em lên mã đầu tiên mà em Tiên đang mặc nhá mọi người nhá. Mã đầu tiên em Tiên đang mặc này là một em màu xanh navy nha các chị yêu. Một em màu xanh navy này các chị nhìn giúp em này. Blazer này. Bây giờ ấy, thị trường bây giờ thì mình rất là chuộng blazer. Tại vì sao ạ? Cái kiểu dáng của áo blazer rất chi là dễ phối đồ nha mọi người. Năng động có, trẻ trung có, nền nã dịu dàng cũng được, mà sang trọng cũng mình cũng phối được hết. Có thể phối với quần jean này, thậm chí là áo phông ở bên trong này, áo hai dây, hoặc là áo bra này, hoặc là các chị có thể mặc với cả áo mặc với cả váy dài cũng được ạ. Các chị thấy không ạ? Thế là cái áo blazer là những cái là một cái loại áo mà rất nên có trong tủ đồ các chị. Mình có thể mặc hàng ngày luôn, đi làm đi chơi đều được hết. Nó rất là năng động và nó rất là linh động, dễ phối đồ nha các chị. Thế nên là em Tiên lên mã đầu tiên này. Em Tiên lên mã đầu tiên. Em này là một em màu xanh navy nha các chị yêu. Các chị nhìn giúp em cái cúc quy này. Hàng hiệu nội địa Nhật là gì ạ? Nó rất là tỉ mỉ từng tí một cho em Tiên. Nó tỉ mỉ tới từng cái cúc áo này. Thế nên là mình cứ nghĩ là các chị không phải băn khoăn khi mua hàng nội địa Nhật. Thứ nhất là cầm trên tay một cái áo của hàng Nhật, mình biết ngay đó là hàng xịn, hàng hiệu. Nó khác hẳn cái hàng may xưởng Quảng Châu ở bên ngoài ấy các chị. Em này cho em Tiên này. Em này khoảng tầm từ 46, 48 tới tối đa là 58 cân cho em Tiên nhá. Em Tiên beo vào đã. Tối đa là 58 cân. Chị yêu nào hôm nay chủ nhật ở nhà xem livestream thì chấm bài cho em Tiên nhá. Hoặc là các chị yêu nào mà mình không biết mình mặc size số như thế nào và cần tư vấn nhá, các chị có thể để lại bình luận để em Tiên tư vấn nha. Các chị nhìn giúp em này. Nét như Sony luôn, từ cái đường vây áo đến đường em này là có dựng vai này, có vai dựng này. 46, 48 tới tối đa là 58 cân vừa cho em Tiên nhá. Em này có mã là 182k, quên mất là 182k, mã 182 200k cho em Tiên này. 182 200k mã đầu tiên em Tiên mặc nhá. Em chào chị phụ nữ đẹp ạ. Phụ nữ đẹp ơi, chị ơi, chị yêu có muốn tìm gì không để em Tiên tư vấn cho nào? Chị yêu để lại bình luận nhá, mọi người muốn tìm gì thì cứ để lại bình luận cho em Tiên nhá. Em chào chị Trang Trang ạ, chào chị Xuân Phạm này, chào chị Lâm Nhật Hằng ạ, chào chị Huyền Thu, chào chị Ngân Bưu. Em nhìn thấy tất cả các chị yêu rồi ạ. Các chị yêu muốn tư vấn này, muốn tìm mẫu vest như thế nào, mẫu blazer như nào, kiểu đơn điệu này, hoặc là những cái em mà cầu kỳ như nào, mọi người có thể để lại bình luận nhá, để em Tiên có thể tìm cho mình nha. Đó, mã đầu tiên này, 4648 rồi tối đa 58 cân, màu xanh navy này, quy đúc rất là đẹp nha. 182 200k nha mọi người. Mã 182 200k cho em Tiên này. Em Tiên lên tiếp mã khác nhá. Lên một em đen này. Em lên một em đen dáng ngắn này.
mọi người nhìn giúp em này. Cái đường ve áo của nó này, đường ve áo nó có phối viền này. Cái kiểu cổ này gọi là gì ạ? Những cái áo ve áo mà nó có phối đặc biệt, ví dụ như phối lụa này hoặc là phối viền, bất cứ viền gì, người ta gọi đó là dáng blazer tuxedo cho em Tiên ạ. Blazer tuxedo nha mọi người. Nó là những cái dáng nó kiểu nó làm đặc trưng giống kiểu vest tuxedo ấy mọi người. Đặc biệt một chút nha các chị yêu. Mặc rất là sang luôn ạ. Một em dáng ngắn ạ. Một em dáng ngắn nha mọi người, nhìn thấy không ạ? Một em dáng ngắn màu đen này. Màu đen thì là một màu rất dễ phối đồ rồi. Dáng ngắn thì các chị có thể phối với váy cho em Tiên này, hoặc là chân váy cũng như em Tiên đang mặc cũng được này. Em này ở trong túi là có một cái khuy dự trữ nhá. Đây ạ, em này 46-48 tối đa là 55 cân thôi ạ. 46-48 tối đa 55 cân là vừa này. Em này 200k mã 142 cho em Tiên nhá. 200k mã 142. Sao ạ? Một cái vest đen rất là dễ mặc. Một cái blazer đen rất là dễ mặc, dễ phối đồ đúng không ạ? Các chị nào cũng nên có một cái ở trong tủ cho em Tiên nhá. Mọi người nhìn này, cái đường ve áo rất là đẹp luôn này. Nó sắc nét cho em Tiên này, có dựng vai nha các chị yêu. Đó. Em chào chị Trũng Trũng này. Chào chị Vũ Hoa Bạch ạ. Em Tiên lên tiếp một em màu xanh nhá. Thế nào, hôm nay em đi đâu rồi? Chị Ly hôm nay là chị Ly chắc là cho mấy đứa trẻ con đi chơi chị ạ. Có mình em Tiên thôi. Em lên tiếp một em dáng cổ tròn này. Một em cổ tròn nha các chị yêu. Ui em này tay bồng đẹp lắm luôn ý. Đây ạ. Một em cổ tròn này. Một em cổ tròn các chị nhìn giùm em nhá. Hoa nó thêu này, hoa nó in này. Eo đẹp lắm luôn, nét như Sony này. Và cái đường vân ở đường ly ở vai áo này. Hàng Quảng Châu, hàng may xưởng không bao giờ dập được một cái ly như thế này nha các chị yêu. Không bao giờ dập được cái ly và cái vai như thế này nha các chị. Các chị nhớ cho em này. Thường những cái hàng Quảng Châu, hàng may xưởng ấy nó làm ly rất là lệch, không bao giờ đều được, em đảm bảo 100% với các chị luôn. Các chị có thể mua hàng của nhà Vinscarlet để kiểm chứng nhá. Hàng của nhà Vinscarlet nhá, hai cái những cái đường ly như thế này này, thường của hàng Nhật ấy ạ, nó làm dập ly rất là đều luôn. Em Tiên đã là người chứng kiến, nghĩa là em đã mua rất nhiều cái blazer của hàng bên ngoài là hàng Quảng Châu ấy, lúc nào nó cũng bị lệch luôn nha các chị yêu. Đó, các chị nhìn xem cái khuy này, đẹp đến từng cái khuy luôn. Lên màu kem hoặc be size 50k, size 50 cân nha em. Dạ vâng chị Duyên Hà, đợi em một chút nha. Đó, em này dáng ở dưới cho em Tiên này, hơi điệu một chút này. Hơi điệu xòe một chút cho em Tiên nha. Tay bồng này, vai có dựng này. 46-48 tối đa 58 cân cũng vừa này. 46-48 tối đa 58 cân cũng vừa nha. Em này mặc rất sang, các chị mặc rất sang, màu này sang lắm. Em này cho em Tiên là 200k mã 191 ạ. 200k mã 191 cho em này nha các chị yêu. Đó. Em này như kiểu bề mặt là phối hơi lụa gấm một tí, các chị nhìn nó rất là bóng. Vai mũ tầm bao nhiêu ạ? Vai của em ạ, em cũng không biết là vai của em là bao nhiêu đâu, nhưng mà em 52 cân. Vai của em chắc tầm 64 chị ạ. Khoảng đó, 64 đi. Chứ hỏi bắp tay bao nhiêu nữa? Bắp tay thì không biết. Bắp tay em chắc chắn không biết. Tại vì hồi xưa là em có làm tư vấn viên của Tuxedo, thì nên là bọn em có được đo vai, đo những cái số đo để mặc vest ạ. Thì vai của em Tiên, em nhớ không nhầm thì là 64 các chị yêu ạ. Vai của em Tiên là 64, cái này vai của em là khoảng tầm 64 vai của em, nhưng mà cái phần vai của em nó bị xuôi á. Ừ, 200 cái tang đấy của nó luôn. 191 của chị Hương Nguyễn á. Vai của em Tiên nó bị xuôi ấy, các chị mặc vest với cả mặc blazer nó không được đẹp. Thế nên là em rất ưng cái dáng blazer của Nhật luôn, tại vì là cái nào nó cũng có cái độn vai, mặc rất là chuẩn ấy. Đó. Em lên tiếp một em màu be này. Một em màu be nha các chị yêu. Nào chị Duyên Hà này, một em màu be này size 50 cân vừa nha các chị. Chị Duyên Hà ưng chốt em này cho em Tiên nhá. Em này là hai hàng khuy này. Hai hàng khuy một kiểu dáng rất basic và lịch sự luôn này. Nền nã lắm các chị yêu ạ. Dễ phối đồ nữa.
Em rất thích màu be. Màu be với những cái màu mà basic đơn giản. Em Tiên rất hay mặc màu đen này, màu be nha các chị yêu. Đó. Đây, một em màu be này. Em này cho em Tiên này, các chị nhìn này. Cổ bẻ hai ve này. Ve khuyết nha các chị yêu. Ve khuyết này. Đó. Những cái bản mà ve là như thế này ấy, thường là những cái bản ve rất là dễ phối đồ này. Với cả nó lịch sự, trang nhã, nền nã nha các chị. Em này cho em Tiên 46, 48, tối đa 55 cân thôi ạ. 55 cân nha các chị yêu. 46, 48, tối đa là 55 cân cho em Tiên này. 200k mã 52 nha các chị. 200k mã 52. Em chào chị Kim Phụng Nguyễn này, chào chị Nguyễn Vân Anh ạ. Mọi người ơi, ai đang xem like thì chấm lên bài cho em Tiên nhá. Đừng để cho em Tiên cô đơn. Hôm nay có một mình em Tiên like với các chị thôi. Ngày hôm nay thì Vinscarlet sẽ sale toàn bộ áo blazer trong buổi tối ngày hôm nay. Từ 180k đến 200k thôi các chị yêu ạ. Đó, mà áo blazer bình thường bán 350k, 400k một bản cơ. Thế nên là tội gì mà không săn like ngày hôm nay đúng không các chị? 52 là áo nhật chị Hoa Quỳnh. Đó, đây em này đúng không? 52 chị Yến Anh sau. Chị Đỗ Hồng Thảo sau. Em sẽ lên tiếp một em màu be cho các chị lựa nhá. Chị Miu ơi, chị Nhung chắc phải một tuần nữa. Ít nhất là một tuần nữa. Chị đã hỏi thăm chị chưa? Em hỏi thăm chị không nói được. Nhắn tin đi bà ấy lười. Vẫn đang trong tình trạng là kiên nói. Đây em tên là tiếp một em bản màu be này. Một em màu be này. Khoác thôi cũng đẹp lắm các chị ạ. Khoác thôi đã thấy đẹp rồi. Nói gì là đến mặc vào. Ui em này là một em tay lửng nha các chị. Rất trẻ trung luôn này các chị này. Đó nền nã không. Em này lại còn size còn bé hơn size kia một chút thôi. Chị nào người mi nho một chút mặc nha. Em này 46, 48 tối đa 52 cân thôi ạ. Em Tiên 52 cân mặc vừa in nha các chị yêu. Em Tiên 52 cân mặc vừa in này. Đây ạ. Các chị nhìn rõ ràng không ạ? Các chị thấy không? Màu be mặc lên rất chi là nền nã lịch sự. Trời ơi phố như thế nào được đi hẹn hò, đi lịch đi làm này hoặc đi chơi đều ok hết, không bao giờ ngại. Đấy, em này có một hàng khuy thôi, có hai cái khuy như này. Đó chị nào thích thì cài, không thích thì đeo beo như em Tiên. Em khuyên các chị nên đeo beo như này nhìn rất là đẹp sang ấy ạ. 46 48 tới tối đa là 52 cân ạ. 200k mã 94 ạ. 200k mã 94 nha các chị yêu. Các chị nhìn giúp em cái tay này. Tay là tay thoáng này, nó có cái tay thoáng này. Đó, nó tay lửng nha, mặc rất dễ mặc luôn. Mà bên trong áo nào cũng lót lụa nha các chị, mặc không hề bị bí người đâu ạ. Em lên tiếp một em màu nâu này. Một em màu nâu nha các chị yêu, một em màu nâu tây này, nâu tây nhạt nha. Nâu tây nhạt chị nào muốn em lên size như thế nào, muốn em lên màu như thế nào cứ để lại bình luận cho em Tiên nhá. Để lại bình luận cho em Tiên nhá. Đó, đây là một em màu nâu này, một em màu nâu tây nhạt này. Đây ạ, một em màu nâu tây nhạt em Tiên mặc vào nha. 94 ạ, 94 của chị Trang Trang. 94 chị Linh Nhi Nguyễn xong. Cái form hơi nhỏ rồi. Các chị mới vào, các chị là khách mới, các chị vui lòng lên cho em mã kèm số điện thoại của mình để được chốt đơn nha các chị nhá. Các chị yêu ơi, em này form hơi nhỏ rồi. 46 50 cân quay đầu cho em Tiên thôi ạ. Em Tiên mặc hơi kích một tí. 50 cân quay đầu em này nhá, em này sẽ để rẻ cho các chị chốt cho dễ này. Em này 50 cân quay đầu cho em Tiên này, nhưng cái màu này cực kỳ ưng luôn. Màu này tây lắm các chị ạ. Đó các chị thấy không? Em rất ưng áo này. Mọi người nhìn này, áo blazer nó vuốt theo cái đường lưng của các chị này. Đó. Đừng eo ra eo mà lưng ra lưng này, võng lưng rất là đẹp luôn, rất là ưng luôn, mặc nhìn nó sang, nó chảnh lắm luôn nhá. Em này 180k mã 99 ạ. 50 cân quay đầu cho em Tiên nhá. 50 cân quay đầu này. 180k size mã 99. Em lên tiếp một em dáng ngắn này. Một em dáng ngắn nha. 99 của chị Trúc Lê. 99 chị Trang Trang sau mất rồi ạ. Các chị ơi, cái cổ này sang lắm. Em không nhớ cái cổ này được gọi là cái cổ gì, nhưng mà em Tiên rất thích những cái áo cổ như này các chị này. Cổ sâu hơn tí nữa thì càng ok. Em Tiên lại thích mặc cổ sâu hơn một tí như này. Các chị nhìn này, cái cổ này nó khoe được cái vòng này. Cái vòng, ví dụ các chị đeo một cái vòng đây nhìn nó rất là nổi bật luôn các chị ạ. Đây là một em màu tím nhá. Một em hoa tím, các chị nhìn rõ hoa cho em Tiên này. Đó, một em hoa tím. Em này rất hiếm luôn. Rất hiếm trong kiện hàng cho em Tiên này. Một em hoa tím tay lửng này. Các chị nhìn này, cái khuy của nó này. Đây là khuy ngọc nha, khuy ngọc và nó có, đây là khuy đúc này, nó có ngọc và đá này. Nhìn rất là sáng, không biết trên live các chị có thấy không ạ? Nó sáng lắm nhá.
Em này 46-48 rồi, tối đa là 55 cân cho em Tiên nhá. 46-48 tối đa là 55 cân cho em Tiên này. Dáng rất là ưng luôn này, rất là sang nha các chị yêu. Đó, các chị thấy sang không ạ? 46-48 tối đa 55 cân. Em này 180k mã 183 ạ. 180k mã 183 nha. Nguyên giá nhà em là 300 đấy các chị ạ. Chú Vân này nhận được đồ rồi nhé, đẹp quá sốc ơi. Thank you chị yêu. Hôm nay chị yêu có muốn tìm gì không? Để cho để lại bình luận đi em Tiên tìm cho. Hôm nay vest gì nhỉ? Hôm nay blazer sale nhiều lắm. Em lên tiếp một em giá ngắn màu đen nhá. Em giá ngắn màu đen các chị này. Em này ấy, các chị nào mà mặc kiểu đi đi tiệc, đi vặt ti á các chị, mình khoác bên ngoài với cả váy này, với váy dạ hội ấy, rất là ưng luôn. Một em nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, không kiểu không quá nặng nề hay là không quá gì là cầu kỳ luôn. Một em rất chi là nhẹ nhàng, khoác ngoài cái váy thôi, trông sang không bao nhiêu các chị này. Đấy, em mặc vào nhá. Trong tủ của em Tiên thì không biết là có không biết bao nhiêu cái blazer với cả vest luôn đó các chị. Tiên cũng rất chi là mê vest với cả blazer luôn. Đấy, nó có một cái khuy cài nhẹ đây, một cái cúc cài nhẹ, điểm nhẹ ở đây ạ. Em này 46-48 tối đa 56 cân cho em Tiên này. 46-48 tối đa 56 cân cho em Tiên. Em này nha các chị yêu, mình khoác thôi, khoác như thế này thôi. 46-48 tối đa 56 cân cho em Tiên. 180k mã 851 ạ. 180k mã 851 cho em Tiên nhá. Em lên tiếp một em màu xanh ngọc này. Một em màu xanh ngọc nha các chị. Đây, em màu xanh ngọc cổ tròn cho em Tiên nhá. Cổ tròn này, nó phối cổ tròn với cổ V dáng sâu ấy các chị. Đó. Em này 46-48 để tối đa là 58 cân vẫn vừa cho em Tiên này. Tám năm một của chị Từ Linh này. Chị Từ Linh này, mình là khách mới, mình vui lòng lưu cho em mã kèm với số điện thoại của mình đấy ạ. Em này là em một em màu xanh ngọc cho em, cho em nhá. Em màu xanh ngọc này có một cái khuy này, khuy của nó là điểm nhấn này đó. Em này các chị nằm phối với sơ mi ạ, phối với sơ mi rất đẹp. Em này em phải công nhận dáng ức lắm, cái cổ này cũng rất đẹp này. Phải mặc lên mới biết được, mà cái màu ở ửng màu ở bên ngoài sắc nét hơn nha các chị yêu. Màu ở bên ngoài rất là sắc nét này, cái khuy rất là ok luôn này. Đó. 46-48 tối đa 57 cân cho em Tiên này. 46-48 tối đa 56-57 cân cho em Tiên nhá. Đó, size M đấy ạ. Em này 180k mã 110 ạ. 180k mã 110, mọi người nhìn cái vai cho em Tiên nhá. Cái vai áo này. Hồi xưa em Tiên đi làm vest ấy, những cái vai áo mà hàng xưởng may Quảng Châu nó làm ấy, mặc cái nào nó cũng lõm vào trong như này này các chị này, lõm vào trong ở cái chỗ này nó rất là nhăn. Nên là mỗi lần mà mặc lên nhìn cái chỗ áo này nó rúm gió lại, với cả nó may cái đường này, may cái đường vai, cái đường cầu vai này không bao giờ chuẩn luôn nha các chị. Mặc nó phải vuông vắn như thế này, nó phải như này mới đẹp này các chị này. Nó phải đứng áo, là đứng form áo, các chị nhìn thấy không ạ? Nhật nó may rất chi là chuẩn luôn, mà nó tỉ mỉ từng tí một đi các chị ạ. Em phải công nhận điều đấy. Em Tiên lên tiếp một em màu. Các chị thích lên màu gì ạ? Các chị yêu thích lên màu gì để em Tiên lên nào? Lên màu ghi đi. Lên một em màu ghi này, blazer nhẹ nhàng thôi. Em này khuy xinh lắm, khuy cùng màu này các chị này. Màu cũng xinh luôn đấy ạ, màu này màu ghi. Màu này mặc sáng hết cả mặt luôn đấy các chị yêu ạ. Đây. 851 của chị Hàn Thanh ạ. Chị Hàn Thanh, em mình là khách mới, mình vui lòng check inbox giúp em đấy ạ. Em Tiên lên tiếp một em màu ghi này. Một em màu ghi nhẹ nhàng. Rất chi là nhẹ nhàng này, các chị thấy không? Màu nền nã nhẹ nhàng dịu dàng cho các chị này. Thời tiết bây giờ mặc thế này thôi, nhìn cho nó mát các chị ạ. Đấy. Màu này là màu ghi ánh xanh một tí, ghi ánh xanh một tí, nhìn rất là sang nha các chị, nhìn rất là sang luôn. Có một hàng khuy này, cổ bể hai ve cho em Tiên nha, cổ ve nhỏ này. Cổ bể hai ve, ve nhỏ rất chi là nhẹ nhàng và nữ tính. Đó, chần chừ gì mà không lấy. 46-48 tối đa là 58 cân cho em Tiên nhá. 46-48 tối đa 58 cân em này cho em Tiên này. Rất chi là ưng luôn.
xem nào. Em này 180k mã 122 ạ. 180k mã 122 có hai cái túi ở hai bên đối xứng luôn này. Các chị nhìn giúp em này. Nó đối xứng cái đường này, cái đường nó may nhá. Đây này, để em tiếp bỏ cái đai ra nhá. Nó làm cho cái người mình nó rất là gọn luôn nha các chị đấy. Nó vào hai cái đường ly như này thôi. Kiểu nó tạo cái hiệu ứng ấy các chị. Nó tạo cái hiệu ứng đường eo ấy. Yên cảm giác người nó gọn hơn bao nhiêu ấy ạ. Mã 122 180k. Sorry các chị, em tiên đã quên mất đấy. 122 của chị Thu Thủy Sara. Đây ạ. Em tiên lên tiếp một em màu này là màu be, be vàng các chị ạ. Màu be vàng nha các chị yêu, cổ V này. Cổ V thoáng này các chị nhìn giúp em này. Đó, cái cầu vai áo đây. Trời ơi, nó sang lắm luôn nha, tay suông này. Thấy không ạ? Em tiên khoác nha. Em này form hơi to một chút này, size ML cho em tiên nhá. 50 tối đa 60 cân vẫn vừa ạ. 50 tối đa 60 cân vẫn vừa. Em tiên mải nói em tiên quên mất nên các em tiên mà quên cái gì hay là sai sót cái gì các chị cứ nhắc trên livestream cho em nhá. Chị Ly nói rồi các chị cứ nhắc nhở luôn ở trên live cho em tiên ạ. Đây ạ. Đây ạ. Các chị thấy không ạ? Lên dáng đẹp không? Em đeo mỗi một cái beo thôi nhìn nó khác hẳn nhá các chị yêu. Đó. Vai dựng cho em tiên này, đây là họa tiết của nó là họa tiết hình khối này. Họa tiết hình khối này. Từ ngày mà em tiên biết được đến hàng Nhật ấy ạ, hàng hiệu Nhật ấy, em tiên thấy tất cả những cái phối màu sắc này, phối họa tiết của người Nhật ấy với cả người Nhật, người Hàn Quốc ấy, nó rất chi là cầu kỳ và như kiểu nó rất là hợp lý mọi người. Trông như ví dụ những cái màu sắc là không liên quan đến nhau hoặc là những cái hình nó không liên quan đến cái màu sắc chẳng hạn, nhưng mà khi phối vào trời ơi, đúng kiểu như là fashionista luôn ý các chị. Gọi là trendy ý, kiểu vậy ạ. Đó, các chị nhìn giúp em này. 555 nhà em hết mất rồi nha các chị ơi. Đó, nhìn cho em tiên nha. Em này 50 cân tối đa 60 cân vẫn vừa cho em tiên này. Một tông màu rất chi là sang. Màu này là màu be vàng. Mặc ở ngoài rất là nhãn nhặn cho em tiên. Đó, đeo beo và rất là xinh này. Các chị thấy không ạ? Em này 180k mã 189 cho em tiên này. 180k mã 189 cho em tiên. Em này khoác cũng sang mà beo vào cũng rất là sang. Mỗi cái nó sang một kiểu cho em tiên nha các chị yêu. Đó, 180k mã 189 nha các chị. Em tiên lên tiếp một em màu ghi nha. Màu ghi này. Một em màu ghi. Màu này là màu tàn thuốc. Gọi là màu tàn thuốc đi ạ. Đây. Đó, một em màu ghi. Cổ, các chị thấy không? Cổ bể 2V, cổ khuyết nét như Sony. À, có một điều nữa nhá. Có một lần em mua một cái áo hàng Quảng Châu. Nó rất là buồn cười. Cái cổ V này của nó này, cái V khuyết này của nó này. Cái V khuyết, cái này tớn lên đây. Bên này lại tỏ xuống đây. Em không hiểu kiểu gì luôn. Nguyên một cái lô hàng, nghĩa là em đổi đi đổi lại hai lần nó vẫn bị như vậy á. Các chị có hiểu không ạ? Hoặc là cái V này của nó sẽ may cái phần hai cái phần này không đều này. Nó sẽ lòi ra thụt vào, trời ơi nhìn nó xấu một cách dã man luôn đi. Kiểu bị mua hai lần như thế thì em đâm ra không bao giờ dám tin tưởng vào cái hàng ở bên ngoài Hot Girl người ta bán nữa ạ. Thật sự luôn ạ, các chị nhìn giúp em tiên nhá đằng sau này. Đó, đây là một em màu tàn thuốc. Một gọi là màu ghi tàn thuốc. Em này 46, 48 tối đa là 60 cân vẫn vừa cho em tiên nhá. 46, 48 tối đa 60 cân, các chị nhìn cái dáng áo này. Chưa beo vào nó đã ưng như thế này rồi. Em này hai hàng khuy đấy các chị ạ. Hai hàng khuy này. Chị Duyên Hà để cho chị xem cái màu xanh ngọc dáng dài nhé. Xanh ngọc dáng dài, xanh ngọc dáng dài. Chị yêu đợi một chút nhỉ để em xem. Hình như hôm nay không có cái xanh ngọc dáng dài mà sao ấy. Nó chỉ có xanh đậm thôi chị ạ. Đây ạ, em này 46, 48 tối đa là 60 cân vẫn vừa cho em tiên nhá. Đó, màu ghi này. Màu ghi, màu đen, rất là lịch sự. Ghi đen và be là những ba cái màu kinh điển mà các chị nên có trong tủ đồ cho em tiên này. Em này siêu rẻ cho các chị nhá. 180k mã 110 này. 180k mã 110, em tiên siêu rẻ cho các chị dễ chốt ạ. 180k mã 110 nha các chị yêu. Đó. Chị bảo chị nhìn thấy ở cái sau cạnh cái chiếc đỏ. Sau cạnh a. À, xanh ngọc. Đây ạ. Đúng rồi. Có bắt vào like không? Ui, chính xác luôn. Chị Duyên Hà nhìn tinh ghê. Em này rất xinh. Em này rất xinh. Đây ạ. Chị
Hà nhìn thấy không ạ? Chị Duyên Hà này. Cái ve áo của nó ấy ạ. Cái điểm đặc biệt là ở cái cổ này nha các chị. Đây. Đó, xinh không? Màu xanh ngọc, chuẩn luôn, dáng dài, chị Hà nhìn rất chuẩn. Để em tiên beo vào đã nhá. Em này 46 48 tối đa 60 cân vừa cho em tiên này. Size M này. Không, em này phải size lên 60 cân vừa. 60 62 cân vẫn vừa các chị ạ. 60 62 cân vẫn vừa em này. Đây, em này là phải tầm 50 tối đa 62 cân. 50 tối đa 62 cân cho em tiên nhá. Đó, chị thấy không ạ? Dáng rất là đẹp này. Cổ này là cổ V sâu nhá, cổ V thoáng này các chị thấy không ạ? Cái phần cổ này nhá, tiên nó mềm mại, nó rất là mềm mại các chị ạ. 50 tối đa là 62 cân cho em tiên, 180k mã 15 ạ. 180k mã 15 em này nhá các chị. Đó, hai bên túi này. Chị Duyên Hà bảo thấy chị mặc rộng quá rồi. Chị Hà bao nhiêu cân ạ? Em tiên 52 cân nha các chị. Em tiên 52 cân mặc sẽ như thế này ạ. Nó không quá rộng đâu. Nếu chị Hà tầm khoảng 50-52 như em tiên thì mặc rất là ok. Cũng ok. Đây em tiên 52 cân mặc vẫn đẹp. Em này vẫn mặc ra được, không sao hết. 60 cân là sẽ vừa. 60 cân là vừa in. 60 cân gọi là vừa in. Chị Duyên Hà bao nhiêu cân đấy ạ? Nếu mà chị dưới 50 cân thì chắc chắn không vừa rồi. Dưới 50 cân thì nó bị to quá. Em lên tiếp một em màu đỏ hồng nha. Một em màu đỏ hồng ạ. Đây ạ. Một em màu đỏ hồng cho em tiên. Các chị thấy sang không ạ? Sang lắm luôn đây. Khuy của nó là khuy đúc này. Đấy, khuy đúc này. Em này dáng, các chị nhìn dáng này. Đây là em tiên chưa beo rồi nhá. Chưa beo rồi nhá, các chị nhìn cho em tiên này. Cái dáng chưa beo của nó đã ưng như này này. Nó vát theo cái đường eo của mình, đường hông của mình luôn, các chị thấy không ạ? Đó. Em này 50 tối đa 60 cân vừa này. 46 48 thì em tiên xin lỗi. 46 48 tối đa là 60 cân vẫn vừa nha. Chưa làm xem cái tay này. Tay này hơi kích, thế thì là 4648 tối đa 58 cân đi. 4648 tối đa 58 cân cho em tiên nhá. Độ à này, đây, vai dựng này. Vai dựng một hàng khuy này, cổ ve khuyết này. Đó. Bình thường nó rất là basic nhưng mà nhìn đến cái phần đuôi này, cái phần đuôi của nó đưa ra rất đẹp luôn nha các chị. Vạt rất là đẹp luôn này, đằng sau cho em tiên. Đó, thấy không ạ? Tự nhiên nó đặc biệt luôn cái dáng áo ấy ạ. 4648 tối đa 58 cân cho em tiên em này nhá. 180k mã 195 ạ. 180k mã 195 cho em tiên nhá. Hai cái đường túi này mình không thích, mình có thể cất vào cho em tiên nhá. Cái nắp túi này tất cả cái dáng áo blazer đều như vậy á. Không ưng có thể cho vào như thế này. Thích thì bỏ cái nắp túi ra cho em tiên. Vai này, các chị nhìn nó nhấn vai này. Nhấn vai này, các chị thấy không ạ? Trời ơi, ưng dã man luôn, sang lắm ạ. Một em màu đỏ hồng nha. 4648 tối đa 58 cân vừa. 180k mã 195. 180k mã 195. Ok, cái gì rất là đây. Em tiên lên tiếp một em màu xanh này. Xem nào chị. Em chào chị Tini Hoàng, chào chị Thúy Linh ạ, chào chị Trang Lê này, chào chị Mai Nguyễn. 195 của chị Trang Lê. 195 chị Yên Lam sau, chị Thúy Linh sau. Em chào chị Hiền Huỳnh nha, chào chị Mẫn Nhi ạ. Trời ơi, em nhìn thấy tất cả các chị yêu rồi. Mọi người ơi, mọi người thích lên mẫu như thế nào để lại bình luận cho em tiên nhá. Em tiên sẽ chiều luôn, chiều theo ý các chị luôn. Hoặc là mình không biết mặc size ấy, các chị để lại size để lại bình luận số đo ấy, em tiên tư vấn cho. Em tiên hồi xưa ấy là làm chuyên viên tư vấn của vét ấy, tư vấn vét nam rồi. Bây giờ bắt đầu sang làm cho chị Ly là làm thế, cái mảng nữ nó có nhiều điều cầu kỳ hay lắm các chị yêu ạ. Ở đâu mấy ông con trai ấy làm dễ lắm. Kiểu ông chỉ quanh đi đổi lại có mỗi 2-3 dáng vét thôi. Còn đâu? Chị làm chút cho mình nha chị Trang Lê ơi. Còn đâu con gái chị, phụ nữ chị em mình á, nó có nhiều kiểu hay mà kiểu nó cầu kỳ, nhìn rất là đẹp. Đây đây. Đây là một em cổ tròn nhá. Một em cổ tròn này. Đó, các chị thấy không ạ? Khuy này. Các chị nhìn khuy này. Khuy này là khuy ngọc, xong rồi nó bọc viền vàng xung quanh ý. Nó đúc cái viền vàng xung quanh ý. Đây ạ.
Em này phong hơi to một chút cho em Tiên nhá. Phong hơi to 50, từ tối đa là 62 cân vẫn vừa này. 50 tối đa 62 cân cho em Tiên nhá. Cái áo blazer nghĩa là sao? Có độn vai không ạ? Có độn vai chứ ạ. Có độn vai nha các chị yêu. Áo nào cũng có độn vai hết nha các chị. Áo người ta bảo ấy, cái áo blazer các chị mặc ấy là thường nó sẽ không phải là fit hẳn vào người các chị đâu, nó không phải là ôm chặt vào người các chị đâu, mà nó sẽ là phải là cái dạng áo suông và nó thoáng nha các chị. Mình mặc blazer tất cả đều như vậy hết á. Dạng áo blazer thường của con gái đều là dạng áo kiểu nó suông theo cái dáng người mình như này, chứ không phải là fit hẳn vào eo như thế. Như thế nó lại là thành vest rồi. Thế nên là mình mặc áo blazer ấy, mình phải mặc suông một tí, rộng một tí, thoáng một tí mới thoải mái được. Còn chị nào mà thích ôm ấy ạ, mình có thể đeo beo như em Tiên cũng được nha. Đeo beo rất đẹp các chị yêu ạ. Nhìn đây này. Tại vì là cái áo blazer thường nó sẽ mềm mại và nhẹ nhàng hơn là vest. Thế nên là mình đeo beo vào nhìn trông là nó hợp lý hơn ý, trông nó điệu hơn và trông nó sang hơn nha các chị. Các chị nhìn giúp em này. Đeo beo vào như này này. Đây, các chị thấy không? Cái đường xòe của tà áo này, có đường bồng nhẹ xòe nhẹ theo cái dáng eo của mình và cái đường hông của mình nha các chị. Em này 50 tối đa là 62 cân cho em Tiên này. 50 tối đa 62 cân size ML đó. 180k mã 106 ạ. 180k mã 106 em này cho em Tiên nhá. Em này rất đẹp. Chị nào nhân viên em Tiên, ví dụ em Tiên rất thích mặc đồ rộng. Em rất thích mặc đồ rộng, em không bao giờ em mặc đồ cùng vừa với phong áo của mình đâu. Không bao giờ vừa với phong size của mình. Thường em Tiên sẽ mặc những cái áo blazer hoặc áo vest nó to hơn người em như thế này. Đó, xong đeo beo y như chị Ly, không khác gì luôn. Nhìn nó kiểu người là có độ đầy đặn về cái độ tỏa của eo với cái độ tỏa của hông ấy các chị, nhìn rất là đẹp. Đó. 106 của chị Bình Minh ạ. Hello chị Bình Minh. Em chào chị Gia Minh Hoàng này, chào chị Vi Nguyễn. Mua 106 chị Hà Chi sau ạ. Chị Quế Mận sau ạ. Em Tiên lên tiếp một em chị Trang Lê kiểu men square đẹp mà. Men square đó, đúng rồi đấy, người ta gọi là men square đấy các chị. Mặc là rộng rộng một chút đi, trông nó rất là sang luôn nha các chị. Chứ bây giờ ví dụ mà mặc ôm hết vào người, ôm fit vào người thì nó là cái dáng vest rồi. Nó là dáng vest với là quần âu của nữ rồi, chứ không phải là blazer nữa. Blazer thực chất bản chất của nó là một dáng áo nó rất là suông rộng theo cái người của mình thôi, chứ nó không phải là bó chịt vào người. Em lên tiếp một em này. Một em dáng em này ngắn không nhỉ? Đây em này dáng hơi lửng một tí ạ. Dáng hơi lửng một chút mà em này đặc biệt nó là ve tròn nha các chị. Còn con nào cũng giống 106 không ạ? 106 là em nào đấy? Chắc là có đấy, chị đợi một chút để em tìm nhá. Em để form đẹp mà đúng không? Dáng đẹp cực luôn á. Trông là rộng nhưng mà mặc lên rất là yêu luôn ấy. Chị mặc áo nhớ lại yêu, mặc lên rất là sang luôn ấy. Size nhỏ không em? Cái gì? Còn cổ tròn, size nhỏ. Cổ tròn, size nhỏ, chị yêu đợi một chút để em tìm, chắc là còn đấy. Đây bên này vẫn còn này. Còn một vài em để em lên. Size nhỏ chắc là size SM. Em này form nhỏ chị ạ. Form nhỏ các chị yêu, em Tiên không cài được quy. Em này 50 cân đổ số cho em Tiên nhá. 50 cân này, nhưng mà cái cổ này là cổ tròn ưng lắm. Áo này, áo blazer rất hiếm cổ tròn như này luôn nha các chị, kể cả vest luôn ấy. Mà cổ tròn như này ấy, thường người ta hay gọi là cổ tuxedo đấy các chị biết không? Cổ tuxedo. Nhưng mà nếu mà tuxedo thì mình sẽ là cái này nó sẽ có điểm nhấn tí, nhưng mà đây là đơn giản thôi. Nó là kiểu hơi giống kiểu tuxedo nha các chị. Đó, rất là sang. Em này mặc nhẹ nhàng trên Tiên này, mặc với quần jean cũng được này. Mặc với chân váy cũng rất là ok này. 50 cân đổ xuống thôi ạ, size S thôi ạ. Em này chuẩn size S cho em Tiên nhá. Em để em này rẻ cho các chị dễ chốt này. 180k mã 163 nha. 180k mã 163 nha các chị yêu, mặc rất là gọn người. Nhanh hơn xíu đi em ơi. Nhanh hơn xíu ạ. À. Ok chị các chị. Lai dai nhiều quá đúng không? Em tìm cổ tròn đã. Đây một em cổ tròn. Em này gần giống với em 160 à? À 106 nhưng mà em này dáng ngắn các chị ạ. À. Em này dáng ngắn rồi. Cổ tròn nhưng mà dáng ngắn. Nó gần giống với cái dáng này luôn á, nhưng mà nó ngắn hơn một tí. Quên mất chứ, quên chưa khoác. Đây. Cổ tròn cũng màu xanh như thế luôn. Ôi nó giống hệt ý, nó như kiểu phiên bản mini của cái 106 ấy. Đây ạ, à. Đây em Tiên lên em này nhá. Cổ tròn này, cũng xanh navy, cũng khuy như thế luôn nha. Nhưng mà em này size nhỏ. Nó đúng kiểu size mini của em 106 ấy. Em này 46, 48 thì tối đa là 55 cân thôi ạ. 55, 56 cân vẫn vừa nha các chị. 46, 48 tối đa 55, 56 cân vẫn vừa cho em Tiên này. Đấy,
Nó giống như kiểu phiên bản mini của cái bản kia ấy, của cái M106 ấy. Chị Đào có chốt được 106. Đây, 46, 48, tối đa là 55, 56 cân trên tiên này. Đó, các chị thấy không ạ? Có độn vai nha, có độn vai hết, toàn bộ có độn vai, khuy của nó này. Em này 180k, mã 208 ạ. 180k, mã 208 em này cho em tiên nhá. hai không tám của chị Thùy Linh, em tiên lên tiếp của em một đen, 208 chị Trang lên sau mất rồi ạ, lên tiếp của em màu đen này, đây một em màu đen này, bề mặt nó có thêu nhá, thêu này, bề mặt có thêu này, hơi lóa một tí, đó một em màu đen này, cổ V sâu này, 208 chị Hà Anh Võ sau nữa, các chị mới vào ấy, các chị là khách mới, các chị vui lòng lên xem mã kèm số điện thoại của mình nhé các chị nhé, để chốt đơn nhé. Em này vạt đắp chéo này. Vạt đắp chéo đây là em tiên chưa đeo beo nhá. Đây. Vạt đắp chéo cho em tiên này. Đó, vạt đắp chéo nhìn rất là sang. Vừa lạ vừa sang, em sẽ đeo một cái beo và đặt tạo điểm nhấn nữa này. Chị yêu nào thích thì mình có thể đeo beo tạo điểm nhấn, không thích thì để bình thường vẫn đẹp, nó có đường fit eo rồi. Nó có đường fit eo vào eo. Chị Trang Lê tìm cho chị cái giống 208 nữa đi tiên. 208 là cái nào em? Là cái vừa xuống đúng không? À. Đây chị đợi em một chút nhá, để xem còn cái nào không. Đây. Em lên nốt bản này. Em này cho em tiên này, 46, 48 tối đa là 58 cân vẫn vừa. Đúng rồi, 46, 48 tối đa 58 cân vẫn vừa, tay thoải mái luôn. Em này 200k mã 08 ạ, 200k mã 08 cho em tiên bản này ạ. Đó, cổ tròn mặc sang đúng không hả chị? Tròn rất là sang luôn, em tiên bức cổ tròn lắm. Đấy, 46, 48 tối đa 58 cân nhá, 200k mã 08 cho em tiên. Tròn. Xem còn cái lịch trần này lên cho chị một em màu kem hoặc trắng nha. Kem hoặc trắng. Còn cái nào giống 208 không ạ? 208 đấy. Đây em tiên lên nhưng mà hai gần đây em này giống 208 nhưng lại là màu cam đất các chị ạ. Màu cam đất các chị có ưng không? Đây này, cổ tròn ưng lắm. Đây, cúc này. Chị kem lịch trần 55-56 ký chị tìm màu kem hoặc màu trắng. Ok, đây xong em sau đêm sẽ lên luôn. Em cổ tròn này, màu cam đất cũng xinh lắm các chị ạ. Đây này, cam đất tôn da lắm, mặc sáng hết cả người ấy. Mỗi màu nó có một kiểu, nó đẹp một kiểu. Đây, em tiên beo vào cho chị xem rõ ràng nhá. Em này có độn vai này 50, à quên, 46, 48, tối đa là 60 cân cũng vừa đấy. Hello các chị. Rồi ôi, hai bà đẹp thế. Thế có khán giả đi lại đâu rồi? Đi không có ở đây ạ. À. Đây ạ, ui dồi ôi, các chị chu choa nhìn này, cái dáng áo đẹp không? Ban nãy là màu tối không nhìn rõ dáng áo nha, em này giống hệt em 208 với cả em 1006 à. Đấy, dáng áo nha các chị này. Lên beo đẹp không? Em này 46, 48 tối đa là 60 cân, à quên 58 cân cho em tiên, em xin lỗi. 46, 48 tối đa 58 cân vẫn vừa cho em tiên nhá. Màu cam đất này các chị nhìn này, nó sang lắm ý ạ. Em này 200k mã 209 ạ. 200k mã 209 cho em tiên nhá. 46, 48 thì tối đa là 58 cân này. Đó, cổ tròn. Cổ tròn bây giờ mọi người chuộng ấy các chị. Đây, bỏ ra cái dáng áo nó đã ưng như này rồi. Cái còn gì gọi là em ạ? 209, 209 của chị Trân Huỳnh ạ. 209 chị Bình Minh sau. Có cổ nhá, chị Kim Trần 560 cân, màu kem hoặc màu trắng. Màu kem hoặc màu trắng có cổ, ok. Ok chị, 55, 56 cân ạ. Em lên luôn em này, nước size to xin lỗi. Sau mất rồi nữa chị Hà Phương ơi. Đây em tiên lên tiếp em màu be này. Em màu be. Đây ạ. Em màu be có cổ hai hàng khuy nhá. Cổ ve khuyết và hai hàng khuy cho em tiên này. Đây là dáng áo khi em tiên khoác lên này. Các chị yêu thấy không ạ? Dáng áo. Rồi em tiên mặc vào nhá. Em này 46, 48 tối đa là 58 cân vừa đấy ạ. Chị gì vừa hỏi nhỉ? Chị gì?
chị Kelly Trần. À, Kelly Trần, xin lỗi chị Kelly Trần. Đây chị Kelly Trần ơi, mình ưng mình chốt được em này cũng ok này. Đúng tiêu chuẩn của chị nhá. Màu kem này, màu kem 55-56 cân vừa đấy. Em này 46-48 tối đa 58 cân cho em tiên nhá. Đó, 46-48 tối đa 58 cân này. Em này 200k mã 111 cho em tiên nhá. 200k mã 111 này, hai hàng khuy này. Đó, hai hàng khuy cổ ve khuyết nha. Mấy em kinh điển luôn. Đỉnh luôn. Đó. 200k mã 111. 46-48 tới tối đa 58 cân vẫn vừa. Lên tiếp của em màu be này. Của em màu be nha các chị nhìn cái khuy này. Khuy cho em này. Khuy đẹp không? Nghĩa là mình mặc cái này ra đường nhìn cái khuy người ta biết ngay đấy là hàng hiệu rồi. Chứ cái hàng xưởng Quảng Châu hay hàng thiết hot girl thiết kế làm gì được mấy cái khuy như này đâu. 111 của chị Kelly Trần ạ. Đấy, chị Kelly Trần chốt cái đấy ưng quá luôn. Chuẩn luôn. À, em về bên nhỏ. Chị Kelly Trần ơi, mình là khách mới. Mình vui lòng chinh phúc thôi em ạ. Chị Kelly Trần ơi, mình là khách mới thì các chị chị check inbox nhá. Nhân viên bên em sẽ hướng dẫn chuyển khoản 100% đơn hàng đầu tiên cho em tiên ạ. Chị chốt được chuyển khoản được đơn hàng đầu tiên rồi thì chị sẽ chốt được tiếp tất cả những đơn hàng tiếp theo. Chỉ cần đơn xác nhận đơn đầu tiên thôi ạ. Đó, chị thấy không ạ? Đây là em này cho em tiên, nhưng mà em này size hơi nhỏ. Em này size hơi nhỏ, 50 cân đổ xuống thôi ạ. 50 cân đổ xuống em tiên, 52 cân mặc hơi kích. Chị nào thích thích giá như em tiên mặc này. Đây là chị nó fit hả? Chị này, tiên mặc ngay ngắn đứng thẳng camera rồi. Hàng beo cho cả nhà xem dáng giống như Nhung Lai ấy. À vâng, ok chị. Em tiên sẽ chú ý nha. Đó. Đấy. Các bác phải góp ý trên like như này để em tiên biết đường mà sửa. Đúng rồi, biết đường mà lỗi biết lối mà lần nên chị Linh nói đó. Đây ạ, em này 50 cân đổ xuống cho em tiên thôi ạ. Em 52 cân thì mặc nó fit eo đúng như này, nó fit đúng vào người em luôn, vừa đúng in người em tiên thì chị nào thích thì có thể mặc như em tiên là 52 cân. Đó, em tiên 52 cân cao 1m64 nha. 50 cân đổ xuống em này cho em tiên này 180k mã 68 ạ. 180k mã 68 nha các chị yêu. Đó. Em này màu be đấy. Em lên tiếp một em màu trắng nha. Em này còn nguyên cuống tang này. Còn nguyên cái cuống tang luôn này. Thì tiên sinh rồi, diễn chuẩn rất là ngon. Phải từ từ chị ạ. Đấy, em tiên đang thấy ai tiếp thu những cái tinh hoa của chị Nhung với cả chị Ly. Đây ạ. Em này lại một em size hơi nhỏ. Em này màu trắng này, màu trắng hơi tối một tí ạ. Trắng gì nhỉ? Trắng kem à? Không phải trắng kem ấy các chị, nó kiểu trắng hơi ghi ấy. Đấy. Đây nha. Khoác lên nó sẽ là dáng như này. Em tiên 68 ạ, 68 của chị đẹp Nhung. Đẹp size hơi nhỏ. Size hơi nhỏ. Thôi thì dáng ưng không? Size bé tiếc quá. Chỉ chị nào 50 cân đổ xuống đi ạ. Chị nào 50 cân đổ xuống thì hãng lấy em này cho em tiên nhá. Size này size chuẩn S luôn, em tiên mặc hơi chật. Đây size chuẩn S luôn này, em mẹ ưng lắm. Chị nào size bé thôi, chị nào size S chuẩn gọi em này cho em tiên nhá. Em này em tiên để rẻ thôi ạ. 180k mã 160 ạ. 180k mã 160 em này. Giá em này rất đẹp nhưng mà size hơi nhỏ. 50 cân đổ xuống cho em tiên chuẩn size S. Đó. 180k mã 160. Màu cũng đẹp nhỉ. Đẹp. Chất màu. Em tiên lên tiếp một em màu xanh này. Chị Bình Minh lên cho em con hồng trên xào đi ạ. Con hồng. Hồng chỗ nào đấy ạ? Hồng này đúng không ạ? Cái này đúng không ạ? Xào ở đây hay là xào bên này ạ? Em này, em lên tiếp với em màu xanh này. Em màu xanh này là xanh navy nha. Nó có một cái bị lỗi ở đây một tí thôi. Nó là bị thủng này. Thôi chết rồi, cái này thủng rồi. Từ cái này tí hỏi chị đi. Em sẽ qua mẫu đi ạ. Đợi em một chút để em lên lại. Em lên con màu hồng nhá. Không phải hồng này cũng nhỏ.
phải em này đúng không ạ? Đây ạ, màu này không phải màu hồng đâu ạ. Màu này là màu be nút đấy ạ. Màu be nút ạ. Đây ạ, màu be nút nha các chị yêu. Màu be nút lại là của em form hơi nhỏ. Em này thì bị bẩn một chút ở đây này, về các chị xử lý cho em Tiên nhá. Nó bị một cái bẩn vết bẩn ở đây này. Chị Bình Minh chị bảo con hồng tím bên tay phải. À, tức là bên đây, đây con này, đây, đợi em tí sau đó em sẽ lên luôn con đấy nhá, hồng tím. Nó chỉ bị bẩn một chút ở tay phải thôi, các chị về tự xử lý cho em Tiên nhá, em Tiên sẽ để rẻ này cho ạ. 46 48 tối đa là 52 cân cho em Tiên này, size M nhỏ này. 46 48 tối đa 52 cân cho em Tiên bản này nhá. Đó, 46 48 tối đa 52 cân. Một em màu be nút, một em màu be nút trên Tiên này. Em này 180k mã 721 ạ. 180k mã 721 em này trên Tiên nhá. Cái gì ấy? Đây em lên màu hồng tím đây, hồng tím cho chị Bình Minh trước đã. Đây, một em hồng tím cổ V sâu, cổ V thoáng đấy, gọi là cổ V thoáng đấy. Đây một em màu hồng tím nha các chị. Hồng tím này. Tiếp phát vào nhé. Em này 46 48 tối đa là 58 cân vẫn vừa này. 46 48 tối đa 58 cân vẫn vừa cho em Tiên, bên trong lót lụa, mặc nhẹ lắm. 46 48 tối đa 58 cân vẫn vừa cho em Tiên nhá. Màu này màu hồng tím. Màu này cực kỳ tôn da nha các chị yêu. Tôn da các chị nhìn này. Màu của nó này. Cổ này là cổ V sâu nhá. Cổ thoáng cổ V sâu đó. Em này 200k mã 179 ạ. 200k mã 179 cho em Tiên nhá. Đó. Chị nào chị Bình Minh ưng thì chốt cho em Tiên nhá. 200k mã 179 em này ạ. Chị Bình Minh này hồng họa tiết trắng vàng sâu lưng chị ạ. Hồng họa tiết trắng vàng đây. Đây ạ. Em này thì là em to đấy chị ạ. Chị Bình Minh không biết chị bao nhiêu cân đấy ạ. Em này form to nha chị. 721 của chị Quế Mận. Đây ạ. Hồng họa tiết vàng. Ui em này họa tiết đỉnh lắm. Đỉnh luôn nha các chị. Này, đây ạ. Em Tiên đã bảo rồi, riêng về cái độ phối màu của hàng hiệu Nhật thì nó gọi là chuẩn một cách dã man. Trông màu nó không liên quan một tí nào ấy ạ, nhưng mà khi mà phối lên thì nó đỉnh của chóp luôn. Nó sang một cách dã man luôn. Đúng kiểu fashionista ấy. Em này 50 cân tới tối đa 65 cân vẫn vừa cho em Tiên nhá. 50 cân tối đa 65 cân vẫn vừa cho em Tiên này. Chị Bình Minh bao cân đấy ạ? Chị Bình Minh không biết bao cân. 50 tối đa 65 cân vẫn vừa em Tiên à, nhầm, em này nha các chị yêu. Đó. Đây ạ, nhìn này. Dàn vào đây. Cổ này. Màu đẹp không? Rất chi là đẹp. Em này 200k mã 169 này. 200k mã 169 cho em Tiên bản này nha các chị yêu. Đó, 200k mã 169. Em Tiên 52 cân là kiểu gì cũng mặc sẽ rộng rộng như này. Em Tiên rất thích mặc rộng như này. Nó rất đẹp. Em này bản này rất đẹp. Khuy này đẹp từ cái khuy đẹp đi luôn. Đẹp cái khuy nó đúng kiểu theo màu luôn ạ. Bộ 69, 169 của chị Bình Minh. Chị Bình Minh chốt luôn. Đấy rồi là chuẩn luôn. Em Tiên lên tiếp một em màu đỏ này. Em màu đỏ chỉ nhìn lót lụa bên trong. Đỏ này. Đây là đỏ tươi luôn nha các chị. Đỏ tươi cho em Tiên này. Đỏ tươi. Đỏ quyền lực đấy các chị. Cái màu đỏ là một cái màu mà cái gì đấy nó rất là nổi bật. Nó là nó thu hút mọi ánh nhìn đấy các chị yêu ạ. Em này 46, 48 tới tối đa là 56 cân cho em Tiên nhá. 46, 48 tối đa là 56 cân thôi ạ. Đây ạ. Trời ơi đỏ các chị thấy không? Đỏ đẹp không? Mà em đỏ rất chi là nổi bật luôn. Đỏ lúc nào cũng nổi bật. Đó. 46, 48 tới tối đa là 56 cân trên Tiên. 55, 56 cân nha. Em này 200k mã 166 ạ. 200k mã 166 cho em này nha. Đẹp quá các chị ạ.
suýt xoa luôn cái màu này. Ui chà, 200k mã 166, 4648 thì ra 5556 cân gì. Em lên tiếp một em màu hồng này. Lên tiếp một em màu hồng. Đây ạ. Một em màu hồng phấn đấy các chị. Hồng phấn nhẹ nhàng, chị thấy không? Nhẹ nhàng, dịu dàng, nền nã thôi ạ. Đó. Em hồng. Tiên xin phép phát nha. Đây ạ. Em này là em hồng phấn này. 4648 tối đa là 58 cân vẫn vừa cho em Tiên nhá. 4648 tối đa 58 cân cho em Tiên này. Một em màu hồng phấn này. Cổ ve khuyết này. Đó, cổ ve khuyết này, các chị nhìn em lại gần nhìn, các chị nhìn màu này, kiểu dáng này thấy không? Đúng kiểu màu hồng, nó nhìn trông nó dịu dàng nên đã nó uyển chuyển luôn nha các chị. Đó. 4648 tối đa là 58 cân. À quên chưa đọc mã nhỉ. Em này 180k mã 520 ạ. 180k mã 520 cho em này cho em Tiên nhá. Em lên tiếp một em màu xanh rêu này. Một em màu xanh rêu nha các chị. Đây, một em màu xanh rêu. Tây không? Các chị thấy tây không? Tây dã man này. Đấy, một em màu xanh rêu, tây ơi là tây luôn nha các chị. Rất tây, rất tây. Đó. 4648 tới tối đa 58 cân em này cho em Tiên nhá. Ôi dồi ôi, chưa đeo beo mà dáng nó lên như thế này, đẹp chưa? 4648 tối đa 58 cân vẫn vừa cho em Tiên bản này. Dồi ôi, em này tây lắm các chị ơi. Chuẩn bị ngay, em Tiên đọc mã để chốt này. Cổ bể, cổ ve khuyết này, cổ ve khuyết cho em Tiên này, ve khuyết này, 4648 tối đa 58 cân cho em Tiên nhá. Em này 200k mã 192, 200k mã 192, rêu cực kỳ tây luôn. Ui dồi ôi, tây lắm các chị ạ. Ưng dã man, chưa beo vào này, bỏ beo ra lên dáng rất là đẹp rồi này. Chị nào khoác thôi nhưng mà cũng đã đẹp như này cho em Tiên nhá. Không phải nói nhiều, đấy. 200k mã 192 ạ. Các chị yêu thêm lên bản màu đơn sắc hay là màu họa tiết như nào các chị? Bình Minh này có màu cam cúc to không ạ? Cam cúc to, màu cam cúc to. Em cam này cũng bình thường. Và đây chị Bình Minh chốt cái em size to phết hay nhỉ, đúng không? Chị đợi em tí nhá. Em tí em tìm cho. Em tên lên tiếp với em màu kẻ này. Với em kẻ. Em ơi, cả một cái kiện mà có em kẻ như này hơi bị hiếm đấy các chị ạ. Chị nhìn giúp em Tiên này, kẻ sọc này. Kẻ sọc nhá. Kẻ sọc màu rất đẹp luôn. Màu này là màu nó. À, đây là màu đen. Màu đen, sọc nó hơi xanh xanh một tí thôi ạ. Đây, của em kẻ sọc. Dáng ngắn nhá. Dáng ngắn hai hàng khuy cho em Tiên này. Em kẻ sọc dáng ngắn hai hàng khuy này. Em Tiên chưa đeo beo nó đã đẹp như này rồi này. Đấy. Chị Mini để cho chị xem cái màu xanh cổ vịt như thế nào. Xanh cổ vịt, đây. Chị đợi em tí nhá. Em Tiên lên luôn đây. Đây, em này cho em Tiên 4648 tối đa 53 cân thôi ạ. Em này form hơi nhỏ, 4648 tối đa 53 cân, 52 em Tiên mặc vừa in này. 52, 53 cân mặc vừa in đây. 4648 tối đa 53 cân. Em này 180k mã 197 ạ. 180k mã 197 cho em Tiên nhá. Kẻ này rất đẹp. Em Tiên bảo, em Tiên khuyên mọi người nên chốt. Chị nào vừa size này chốt đi ạ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó. Trời ơi, sắc nét quá đỉnh. Xanh cổ vịt. Không phải xanh này không nhỉ? Đây phải xanh cổ vịt đâu. Cái này là xanh, này là xanh xanh. Xanh này là xanh lá cây đấy chị ạ. Em này là xanh lá cây đấy. Cổ vịt bên này có em nào trong cam không? Chị bảo xanh gần con vàng nghệ ý. Xanh gần con vàng nghệ. Đây á.
Đây đúng không ạ? Đây có phải của vị đó ạ? Đây đúng không chị yêu ơi? Có phải em này không ạ? Em này thì nó là xanh xanh da trời đấy ạ. Đây em lên tiên em này đã. Bọn em màu xanh nữa à, xanh lá cây này, bọn em màu xanh lá cây này. Dáng này chắc là dáng bếp lăng hay sao ấy. Đây bọn em màu xanh lá cây. Đó. Form cũng hơi nhỏ một tí. À không, form bình thường. Em này cũng cổ à, cũng vai dựng này. Em này cũng vai dựng nhá. Cổ bẻ hai ve cho em Tiên nhá. 4648 tới tối đa là 53 cân ạ. 4648 tối đa 53 cân em này cho em Tiên nhá. Đó. Màu xanh tôn dáng à, tôn da lắm các chị này, xanh này. Xanh lá cây, màu xanh lá cây trầm ấy, kiểu vậy á. Đấy, nó hơi ánh rêu tí. 4648 tối đa là 53 cân bản này, 180k mã 202. Bỏ beo ra các chị đây. Nếu các chị chỉ cài khuy thì nó sẽ như thế này. Đó. Đấy các bạn. 4648 tối đa. À em này là còn vạt chéo cơ. Vạt đắt chéo đi. Đấy. Thế không ạ? 4648 tối đa 53 cân. 180k mã 202. Đây để em lên cho chị đến một xanh này. Gần em vàng thì chỉ có em này thôi. Hay là em này? Không, xanh cổ vịt nó phải là như xanh lá ấy, đúng rồi. Em biết màu đấy mà. Hỏi lại chị xem nào. Chị ơi, không phải em này đâu nhá. Không phải em này đúng không? Gần vàng nghệ thì chỉ có con đấy. Tiên màu sắc Tiên hơi phân biệt hơn chị ấy. Em Tiên lên tiếp một em màu tàn thuốc. Màu ghi ạ. Một em màu ghi ve nhọn nhá. Một em màu ghi ve nhọn này, cổ ve nhọn này. Đây ạ. À thế ạ. Chị đợi em tí em lên nhá. Xanh đấy là xanh nước biển đậm. Các trên like nhìn hơi khác. Đó. Các chị yêu nhìn em này. Em này màu em ghi ánh xanh một tí. Ghi ánh xanh nhưng em rất thích con này tại vì nó là cổ ve nhọn. Chị Bình Minh còn con họa tiết nào không ạ? Họa tiết ạ. Họa tiết chắc có đấy. Chị đợi em một tí để em tìm cho. Đây. Trời ơi. Đấy, đúng kiểu dáng men square như các chị nói lúc nãy. Nó hơi rộng tí nhưng đeo beo vào đúng nó fit eo này. Đấy, cho em Tiên nhá, ghi ánh xanh này. 4648 tối đa 60 cân vẫn vừa. À không, con này 58 cân thôi. Tay hơi kích. 4648 tối đa 58 cân cho em Tiên nhá. Đó. 200k mã 190. 200k mã 190. 4648 tối đa 58 cân. Màu ghi ánh xanh cho em Tiên bản này. Em lên tiếp lên xanh này cho chị ấy nhá. Em xanh này form này bình thường. Em này còn nguyên tang nha các chị. Còn nguyên tang này. Nguyên tang cho em Tiên. Đây. Nó sẽ là cổ bẻ như này. Đấy các chị thấy ông đây không phải là xanh cổ vịt đâu. Chị yêu ạ, đây là xanh nước biển. Xanh này là xanh nước biển đấy. Chắc chị nhìn lộ. Nó xa quá nhìn lộ. Em này 4648 này. 4648 tới tối đa là 55 cân ạ. 4648 tối đa 55 cân trên Tiên bản này nhá. Đây, nó sẽ như này. Mình nhét cái tang vào đây. 4648 tối đa 55 cân. Đó. Đây cái tang cũng lòi ra. Mấy màu xanh. Em này 180k mã 100 ạ. 180k mã 100 cho em Tiên nhá. Đây. Đó. Một không không, một không không của chị Milly. Em Tiên lên tiếp của em màu hồng này. Của em màu hồng nút ạ. Của em màu hồng nút nha các chị yêu. Các chị thấy rõ ràng không ạ? Hồng này. Lúc nào cũng nền nã trang nhã luôn. Nền nã dịu dàng cho em Tiên này. Em hồng. 4648 tới tối đa là 56 cân này.
46, 48, tối đa 56 cân bản này cho em tiên nhé các chị yêu nhé. Đây ạ, 46, 48, tối đa 56 cân. Bạn ấy chị nào chốt trượt màu hồng không, không nhìn thấy. Đó, 46, 48, tối đa là 56 cân cho em tiên nhé. Em này 180k mã 145 ạ. 180k mã 145 cho em tiên nhá. Đó. 46 48 tối đa 55 56 cân, 180k mã 145 ạ. Đây một em họa tiết kẻ nhá. Em họa tiết kẻ này. Đây ạ. Em này siêu sang các chị thấy không? Kẻ nâu tây cho em tiên bản này. Đấy, kẻ nâu tây này, sang không các chị yêu. Quá sang luôn. Quy này, quy này. Đây, quy này, đó. Em này 46, 48, tối đa 58 cân cho em tiên nhá. Đó, ui dồi ôi, em này lịch sự. Em này gọi là trang nhã luôn nữa các chị, nền nã trang nhã lịch sự này. 46, 48, tối đa 58 cân bản này cho em tiên, các chị nhìn cái cổ này. Đẹp không? Đấy, nó sắc nét này. 46, 48, tối đa là 56, à nhầm 58 cân này. 180k mã 130 nha. 180k mã 130, không chốt là tiếc này các chị yêu. Đó. Em chào chị Việt Thư, chào chị Hà Nguyễn ạ, chào chị Hoa Kim. Cho chị xem con kẻ caro trên xào luôn chị Mili. Kẻ caro, ok chị yêu, kẻ caro này đúng không ạ? Con này đúng không? Cái đấy cũng là cái này. Lên kẻ. Lên trước con kẻ caro này nhé. Đây ạ. Đây, em bảo rồi, kẻ của bọn Nhật ra nó làm đẹp lắm luôn ý. Trông người đúng là không bị kiểu người nó phình ra hay là người nó bị bé quá. Hôm qua em like chân váy kẻ cũng thế. Trời ơi, nhìn nó dáng, nó vào dáng dã man nha các chị yêu. Em này kẻ đen trắng, à đen, đen ghi ạ. Đen ghi cho em tiên nhá. Cổ V thoáng này. Cổ V thoáng một hàng quy này. Trời ơi, dáng bia đeo beo và rất đẹp các chị yêu này. 46, 48, tối đa 58 cân bản này cho em tiên này các chị nhìn này. Đỉnh không? 46, 48, tối đa 56, 58 cân bản này cho em tiên nhá. Đó, mặc rất sang. Sang không còn gì để diễn tả luôn. Em này 180k mã 192 cho em tiên này. 180k mã 192 bản này cho em tiên nhá các chị yêu, nhìn này. Đẹp không? Kẻ đây, em sâu rõ kẻ màu của nó đây. Đẹp mà vai hơi rộng rồi. Vai không rộng đâu, em tiên mặc vai vừa mà. Đây này chị yêu, nó không phải là rộng đâu mà cái vai của nó là vai phồng đó các chị này. Các chị nhìn giúp em nhá, vai của nó chỉ đến đây thôi. Đây ạ, nó vừa đủ đúng vai của em tiên này. Còn dưới này là nó có độ phồng nhẹ nhá các chị nhìn này. Chị thấy không ạ? Phồng nhẹ đấy, kiểu vai là vậy á, không phải là vai rộng đâu. Vai không hề trượt nhá. Em tiên lên tiếp một em kẻ nữa nhá. Em kẻ này cũng đẹp quá chị ạ. Dáng đẹp không? Dáng khoác của áo này. Ui dồi ôi, nó sang dã man luôn. Cái đường ve áo đấy, ve hơi sâu nha các chị nhìn này. Hai hàng khuy nha. Hai hàng quy trên tiên này. Em này 50 tối đa là 62 cân vẫn vừa này. 50 tối đa 62 cân trên tiên nhá. Đây ạ. 50 tối đa 62 cân này. Dáng cực kỳ ưng luôn và đẹp này. Đó các chị thấy không? Đây, kẻ đây. Kẻ này, các chị thấy nhìn rõ cho em tiên nhá. Đó, đẹp không? Em này kẻ kiểu màu hơi be be, hơi ghi một tí nhá. 50 tối đa là 62 cân cho em tiên này. Đang nâng tay.
Em này 200k mã 143. 200k mã 143 em này cho em tiên nhá. Em chào chị Hạnh Đinh nha. Chào chị Hạnh Đinh ạ, chào chị Tống Hải, chào chị Yến Lam này. Hello chị Hà Phương. Các chị yêu muốn tìm mẫu như thế nào để lại bình luận cho em tiên nhá. 143, 143 của chị Hạnh Đinh. Em tiên lên tiếp một em hoa này. Một em hoa cổ bèo. Không phải cổ bèo, nó hơi cổ bèo một tí. Em này rất sang. Dáng dài các chị yêu nhìn cho em tiên này. Cái cổ nó chảnh không? Cổ nó rất sang và chảnh này. Nhìn này. Đó, em này mà đi bốt lên thì ưng thôi rồi luôn nha các chị. Em này đi đeo beo và đi bốt lên cho em tiên. Em này dáng dài đấy các chị ạ. Em tiên cao 1m64 nhá. 143 em chốt cho mình nha chị, nha chị Anh Đinh ơi. Ôi, quá ưng em này luôn các chị yêu ạ. Nhìn cho em tiên này. Em này là em họa tiết hoa này. Họa tiết hoa trên nền đen cho em tiên nhá. Đó. Em này 4648 tối đa 58 cân vẫn vừa cho em tiên này. 4648 tối đa 58 cân vẫn vừa cho em tiên bản này nha. Em này sale đi. 180k mã 107 ạ. 180k mã 107 bản này cho em tiên nhá, các chị không lấy lên tiên lấy. Bản này rất đẹp, em tiên ưng lắm. Cái quy của nó này, quy đúc này. Quy đúc hình bông hoa luôn nha. Quy đỉnh luôn, đẹp luôn này. Em này còn nguyên tang nhá. Em dáng ngắn này. Em dáng ngắn ạ. Đó. Em dáng ngắn cho em tiên nhá, một em màu đen dáng ngắn này. Được rồi, ok không chị? Đó. Em này nhá, khoác với cả váy ngoài. Đây, cái dáng ngắn em tiên khoác lên là như này. Chị nào thích thì mình đeo beo nhá, để em đeo thử beo cũng ok. Em này khoác thôi chị ạ, khoác thôi. Dáng ngắn khoác cho em tiên như này nha. Đó. 4648 tới tối đa 58 cân này. 200 mã 136. 200 cho em tiên bản này mã 136 ạ. 200k mã 136. 4648 tối đa 58 cân vẫn vừa này. Đó. Em tiên lên tiếp một em màu kem nhá. Một em màu kem sữa này. Trắng kem cho em tiên này. Dáng đẹp không? Em tiên đây là mới chỉ khoác rồi nhá các chị nhá. Chị nhìn thôi em tiên này, ưng không? Đó. Em chào chị Nguyễn, chị Lê Nguyễn này, chào chị Phạm Phương Nhi ạ, chào chị Thùy Dương, chào chị Hạnh Đinh. Ui dồi ôi, các chị yêu ơi, các chị tìm cái gì để lại bình luận cho em tiên? 136 của chị Đỗ Hồng Thảo ạ. Tìm gì, tìm màu gì, họa tiết như thế nào để lại bình luận đi. Rồi em tiên tìm cho, hôm nay sale toàn bộ blazer Nhật 180 đến 200k mà tội gì không săn đúng không các chị? Đó, ui em này sang lắm. Cái cổ này các chị nhìn này, sang chưa? Cổ đấy, cái dáng cổ ưng dã man, cổ đứng này, vai dựng trên tiên này. 4648 tới tối đa là 52 cân này. Em này 52 53 cân đổ xuống nhá. Size M nhỏ đấy. Em này 180k mã 58 trên tiên này. 180k mã 58 trên tiên nhá. 4648 tới tối đa là 52 53 cân thôi nha. Đó. Lên tiếp em họa tiết. Đây, một em họa tiết này các chị này. Một em họa tiết như này. Một em màu xanh họa tiết nha. Dáng dài các chị yêu này. Dáng dài cho em tiên nhá. Đẹp không ạ? Em này 4648 thì tối đa 60 cân vẫn vừa này. 4648 tối đa 60 cân cho em tiên bản này nhá. Đó, ui. Đẹp lắm các chị nhỉ, em sâu rõ cái họa tiết này. Đỉnh không?
46, 48, tối đa 60 cân. Bạn này vẫn vừa cho em tiên này, màu xanh nha. 200k, em này còn nguyên tang này. Còn nguyên tang này. Em này 200k mã 201 ạ. 200k mã 201 ạ. Đó, 200k mã 201 bản này cho em tiên 46, 48, tối đa 60 cân. Em tiên lên tiếp một em hồng nhá. Em qua nha, em lên nhanh cho em các chị tí là đang hơi rườm rà tí. Lên tiếp một em màu hồng này. Em màu hồng này. 58 58 của chị Huyền Diệu. Đó, em màu hồng. Em này 46 48 tối đa là 57 cân này. 56 57 thôi ạ. Cân vẫn vừa đi các chị, tối đa 58 đi, 46 48 tối đa 58 cân này, chuẩn size cho em tiên này. Đó, 46 48 tối đa là 58 cân này. 46 48 tối đa 58 cân cho em tiên bản này nha các chị yêu. Em này 200k mã 200 ạ. 180k đi, 180k mã 200 cho em tiên nhá. 180k mã 200. Lên tiếp của em màu xanh navy này. Một em màu xanh navy cho em tiên này. Đây, một em màu xanh navy này. Đó, các chị thấy không? Ủa, cái gì đây ta? Trời ơi, cái tay áo. Ừ, 200-200 của chị Nguyễn Hương Trinh. Đây, 200 chị Hoa Bạch sau. Lên lại dáng khoác cho các chị xem. Đó, em xanh navy nha. Em này 46, 48, tối đa 58 cân cho em tiên này. Đây, cái dáng của nó đây. Đây em chưa đeo beo nhá. Bốn sáu bốn tám tối đa 58 cân bản này cho em tiên này, màu xanh navy nha. Đó, trời ơi, đẹp không? Xuất sắc luôn em này. Em này 200k mã 003. 200k mã 003 3 bản này. Lên tiếp của em màu vàng này. Lên tiếp của em màu vàng, vàng bò. Của em màu vàng bò. Túi đối xứng hai bên cho em tiên nha, một hàng khuy này. Cổ này đẹp không? Các chị yêu nhìn cho em tiên nhá. Đó, người Nhật người ta thiết kế rất rất chi là chuẩn. Các chị yêu nhá, nhìn thường những cái blazer, cái dáng blazer hay dáng vest ở một hàng khuy nó sẽ hơi già, nhưng mà người Nhật người ta làm cổ rất chi là tinh tế, không bao giờ dáng bị già luôn. Các chị nhìn nhá. Đó, em này màu vàng bò. 46-48 tối đa 60 cân cho em tiên nhá. 46-48 tối đa 60 cân cho em tiên này. Đó, em một vàng bò rất chi là tôn da các chị này. Đó, 46-48 tối đa 60 cân. 200k mã 176 ạ. 200k mã 176 em này nhá các chị yêu. Em có thấy mình nhá chị Hoa Bạch ơi. Em tiên lên tiếp của em màu kem này. Em màu kem nút. Đây ạ. Em màu 176, 176 của chị Phạm Thảo Chi ạ. Chị Phạm Thảo Chi ơi, mình là khách mới, mình vui lòng lên xem mã kèm số điện thoại của mình với ạ. Trắng kem, nó là trắng kem ý. Trắng kem hơi trầm tí này các chị này. Màu này, đấy, ôi xời ơi. Nó nét dã man. Đường kim mũi chỉ không chê vào đâu được. Không có lấy một cái chỉ thừa. Thì các chị biết như nào rồi đấy. Không có lấy một cái chỉ thừa luôn đó. Các chị lên nhìn dáng cho em này. Nó sang không? Nó vừa sang, nó vừa chảnh luôn ý ạ. Nhìn này, cái dáng áo nó khôn dã man luôn nha các chị. Nhìn cho em tiên. Hai cái bên túi này, nắp túi mình có thể bỏ ra như này. Không thích thì có thể nhét vào cho em tiên nhá. Đấy. Em này thì quá chi là sang. 46, 48 tối đa 58 cân bản này cho em tiên này. 46, 48 tối đa 58 cân. 200k mã 11 ạ. 200k mã 11 trần đời đâu một cái áo blazer khôn như thế này, dáng khôn như thế này, nét sắc nét như thế này, nét như Sony mà lại có
200k. Hôm chốt bây giờ bao giờ chốt hả các chị? Quá đỉnh luôn ạ. Em liên tiếp của em một kẻ. Kẻ nâu. Em kẻ nâu cho em tiên này. Đây. Em kẻ nâu này. Các chị yêu thấy dáng không ạ? Đó. Vai rất chi là đứng luôn nhá. Vai đứng dã man. Em này 46, 48, tối đa 60 cân trên tiên này. Tối đa 60 cân bản này cho em tiên nhá. Đó. Úi dồi ôi, kẻ đỉnh chưa? Nâu tây nhá các chị yêu. Em này 180k mã 85 ạ. 180k mã 85 bản này cho em tiên nhá. Trời ơi, cái kẻ của nó đẹp lắm, đẹp kẻ đỉnh luôn. Em zoom gần cho các chị xem này. Úi dồi ôi, đỉnh chưa? Lên tiếp của em màu vàng này. Em màu vàng tươi luôn đấy. Em màu vàng tươi này. Đây. Vàng tươi ve nhọn nha các chị. Ve nhọn cho em tiên nhá. Em này hơi to 60. À nhầm 50 rồi, tối đa 65 cân cho em tiên này. Tối đa 65 cân cũng vừa cho em tiên nhá. Tối đa 65 cân vẫn vừa cho em tiên này, các chị thấy không ạ? Dáng này. Mỗi em một vàng tươi đỉnh không? 85 của chị Lan Duyên. Đấy. 50 tối đa 65 cân vừa cho em tiên nhá. 180k mã 26 ạ. 180k mã 26 bản này này. Lên tiếp của em màu trắng nhá. Lên tiếp của em màu trắng này. Em này hơi bị bẩn ở đây một chút này. Nó bị bẩn một vết như này, các chị thấy không ạ? Bị bẩn một vết này. Các chị về tự xử lý cho em tiên nhá. Mấy em màu trắng này. Dáng áo nét như Sony luôn. Em này 52 cân đổ xuống ạ. 46, 48 thì tối đa 52 cân cho em tiên bản này. Tối đa 52 cân bản này cho em tiên nhá. Đó. Có một vết bẩn ở tay, các chị về tự xử lý cho em tiên để rẻ bản này cho. 150k mã 14 ạ. 150k mã 14 cho em tiên nhá. Đó. Em tiên lên tiếp một em màu be. Em màu be nhấn, điểm nhấn là màu đen này. Đây. Úi dồi ôi, các chị nhìn đẹp không? Đây là dáng áo khoác nhá. Em này form hơi nhỏ. Em này 52 cân đổ xuống nhá. Em này phải chuẩn size S cho em tiên. Chuẩn size S nhá. Chị nào chuẩn size S mặc cho em tiên. 44 của chị Nhật Hàng. 50 cân đổ xuống em này cho em tiên nhá. 50 cân đổ xuống cho em tiên này. Các chị yêu thấy nhìn thấy không? Dáng này cực kỳ đẹp luôn này. Trông rất là cá tính nhá. 180k mã 32 bản này cho em tiên này, 50 cân đổ xuống chuẩn size S mặc em này nhá. Đó, 180k mã 32. Lên tiếp của em kẻ này. Em này kẻ đẹp lắm. Đây ạ. Lên tiếp của em kẻ cho em tiên này. Em kẻ này các chị thấy không ạ? Em này 46, 48 tới tối đa là 60 cân ạ. Em này quy rất đẹp luôn các chị yêu ạ. 3232 của chị Linh Chi. Các chị về cái hết vào cho em chi tiên, chỉ cái tượng trưng thôi. Nó có một hàng quy ở dưới đây. Hàng quy đủ nhá, đủ quy cả nhá. Các chị nhìn quy cho em tiên này, quy ngọc này. Quy ngọc nha, đúc vàng ở bên ngoài. Đó. 46, 48 tối đa 60 cân vẫn vừa cho em tiên bản này. 46, 48 tối đa 60 cân cho em tiên nhá.
Em này 200k mã 196 ạ. 200k mã 196 nha các chị yêu. Đó. Lên tiếp một em màu đen này. Lên tiếp một em màu đen này. Đen các chị này. Em này form nhỏ rồi, em này form chuẩn size S trên tiên này. Chị là form chuẩn S mặc cho em tiên nhá. Em tiên không cài được. 50 cân đổ xuống ạ. 50 cân đổ xuống 180k mã 939 ạ. 180k mã 939 bản này. Lên tiếp một em hàng hiệu Gap này. Em hàng hiệu Gap này. Đây. Mà em hàng hiệu Gap nhé. Màu B nha các chị yêu. Mà em màu B này. Em màu B này. Đó. 4648 về tối đa là 55 cân cho em tiên bản này. Bốn sáu bốn tám tối đa là 55 cân nhá. Đây ạ. 4648 tối đa 55 này. Em này 180k mã 05 ạ. 180k mã 05 cho em tiên nhá. Em chào chị Ánh Ngọc, chào chị Vân An Đỗ. Ủa rồi bà Vân An Đỗ mày không ra đây à? Chào chị San Nguyễn ạ, chào chị Hồ Lan Duyên này, chào chị Nguyễn Minh Châu. Em chào tất cả các chị đang xem livestream này, các chị yêu đang xem thì để lại cho em một chấm lên bài này. Với cả các chị yêu muốn tư vấn cho em như thế nào về màu sắc, về kiểu dáng thì các chị để lại bình luận nhé để em tiên tư vấn nhé. Em tiên lên tiếp một bạn màu vàng này. Em màu vàng nha các chị. Đó. Không năm ạ, không năm của chị Quỳnh Anna. Chị Quỳnh Anna em mình là khách mới, mình vui lòng để xem mã kèm với số điện thoại của mình đấy ạ. 4648 thì tối đa là 56 cân. À, 5, à đúng, 56 cân ạ. 4648 tối đa là 56 cân cho em tiên nhá. Đó. 180k mã 190 ạ. 180k mã 190 bản này. Lên tiếp một em cổ V này. Một em màu đen cổ V sâu này, V thoáng này. Đây, em màu đen cổ V cho em tiên nhá. Đó. Em này 4648 tối đa 58 cân vẫn vừa này. Bốn sáu bốn tám tối đa 58 cân. U các chị yêu ơi, các chị yêu muốn tìm màu như nào để lại bình luận đi, các chị bình luận cho em tiên nào. Mọi người chấm bài cho em tiên đi, chấm bài lên cho em tiên đi ạ. 4648 tối đa 58 cân em đen là cho em tiên nhá. Em này 200k mã 81 ạ. 200k mã 81 mới 99% luôn đấy ạ. Các chị yêu nhìn này, nó rất mới luôn, mới lắm, mới tính con. Lên tiếp một em của HM này. Một em hàng hiệu HM nhá. Em này màu hơi chói lóa một tí. Đó. Em để size S chuẩn cho em tiên ạ. Size S chuẩn 50 cân đổ xuống nhá. Em này phong bé lắm. Đây ạ. 50 cân đổ xuống cho em tiên bản này. 180k mã 42 nha các chị yêu. 180k mã 42 ạ. Em tiên lên tiếp của em màu ghi nâu này. Nâu ghi. Đó. Nâu ghi nhạt. Thấy dáng không ạ? 4648 thì tối đa là 56 cân ạ. 58 cân đi các chị, 58 cân cũng vừa này. 4648 tối đa 58 cân bản này cho em tiên nhá. Đây ạ. 180k mã 143 nha. 180k mã 143. 4648 4648 thì tối đa là 58 cân này. 180k mã 143 cho em tiên này.
em liên tiếp em màu hồng nút này. Của chị Quế Mận. Em màu hồng nút này. Các chị nhìn xem cái khuy này. Đó. Và em màu hồng nút nhá. Em này 46 48 thì tối đa 58 cân cho em Tiên. Bản này. Đó. Chị thấy không? Màu này nhã nhặn rất là đẹp, em này đẹp lắm. Ngoài cái dáng áo của nó ưng lắm các chị ạ, mềm mại, em này rất là nhẹ nhàng này, chất liệu rất là mềm. 46 48 tối đa 58 cân bản này cho em Tiên này. 180k mã 86 ạ, 180k mã 86, hai bên có túi này. Đó, em Tiên lên tiếp của em dáng ngắn này. Còn em hồng vỏ đỗ dáng ngắn nha. Còn em hồng vỏ đỗ dáng ngắn, các chị nhìn cho em cái cổ này. Đó, cổ của nó đứng form đẹp không? 186 của chị dâu tây. Em này 46 48 tới tối đa là 55 cân thôi ạ. 46 48 tới đa 55 cân. Các chị nhìn cái cổ đứng của nó đỉnh không? Đây, mình cài khuy vào nó sẽ như này. Chị nào mà điệu một chút đi ạ, tinh tế một chút thì các chị đeo cho em một cái khăn lụa ở đây. Thắt cho em một cái khăn lụa ở đây. Trời ơi, cái khổ này mà thắt khăn lụa thì hết nấc luôn. Đó, 46 48 tới tối đa là 55 cân cho em Tiên nhá. 180k mã 02 ạ. 180k mã 02. Thường những cái cổ như này các chị thắt khăn lụa cho em Tiên, nó sang lắm, nó sang dã man luôn đấy. Em Tiên lên tiếp của em một nút này. Của em một nút dáng dài này. Em này đi bốt vào thì đỉnh luôn. Chị nào có bốt ngắn, bốt dài đều được này. Bốt cao, bốt thấp đều được này. 02 của chị Trúc Lê. 46 48 tới tối đa là 56 cân cho em Tiên bản này. Tối đa là 55-56 cân này. Đó, dáng dài đấy các chị nhìn không? 46-48 tối đa 55-56 cân này. Đi bốt là đều đẹp này. Đó. Em này 180k mã 50 ạ. 180k mã 50 cho em Tiên nhá. Lên tiếp của em của bể này. Của em màu đỏ đô ạ. Của em màu đỏ đô các chị em nhìn này. Đó, cái cổ ban nãy em bảo đấy. Cổ thắt khăn như em bảo đấy. Cổ này cứ thắt khăn vào cho em là auto sang. Lúc nào cũng sang luôn. Đây nhá. Các chị nhìn đường eo của nó này. Ôi, sang lắm. Chị yêu về cái khuy ở trên Tiên, em Tiên chỉ cài tập trung một vài cái này. Cài tập trung hai cái cho các chị nhìn rõ dáng không. Em này 46 48 tối đa 55-56 cân này. 46 48 tối đa 55-56 cân cho em Tiên bản này nha. Chị nào thích về đeo một cái khăn lụa ở đây cho em Tiên, thắt một khăn lụa ở đây cực kỳ sang luôn. 180k mã 177 ạ. 180k mã 177. Lên tiếp của em màu be nhá. Lên tiếp của em màu be này. Đây ạ. 177 của chị Hồng Ánh á. Chị Hồng Ánh á, mình là khách mới, mình vui lòng lên ra mã kèm với số điện thoại của mình đấy ạ. Em
này 46. Ui cái em này cái đường ly của nó ở dưới gấu đẹp lắm các chị ơi. Đường ly dưới gấu như các chị nhìn làm gì có cái áo blazer nào nó như này đâu. Em này hàng độc. Độc đấy ạ. Phải gọi là không ở đâu có, các chị nhìn cái đường ly nó nhấn này. Nó xếp ly các chị luôn nhá. Nó xếp ly chuẩn luôn này. Ui em lên dáng rất rất đỉnh. 46. 46 48 tới tối đa là 58 cân này. 46 48 tối đa 58 cân bản này cho em tiên nhá. Ui sổ ơi cái dáng ưng không. Cổ này, xếp ly này. Rất chi là đẹp. Bỏ beo ra này. Ôi dồi. 46 48 tối đa 58 cân bản này cho em tiên này. 200k mã 06 bản này. 200k mã 06 cho em tiên nhá. Lên tiếp của em màu đỏ đô này. Cổ tròn đứng này. Cổ tròn dựng. Em này cổ tròn dựng. Ôi khoác cái áo, khoác cái cổ và lại thấy nó sang thì các chị thấy không? Cổ dựng nhá. Màu đỏ đô cho em tiên này. Đó, màu đỏ đô nhá. 46, 48 tối đa 58 cân này. Bản này cho em tiên nhá. Đỉnh của chót luôn. Không phải nói nhiều đâu ạ. Chị yêu nhìn cho em này. 46, 48 tối đa là 58 cân bản này cho em tiên nhá. 180k mã 531. 180k mã 531 cho em tiên bản này. Nó đẹp lắm. Cái cổ này rất là độc. Các chị nhìn này. Đó, 180k mã 531 ạ. Em tiên lên tiếp một em màu xanh navy này. Một em màu xanh navy này. Một hàng khuy nhá. 46, 48 tối đa 58 cân cho em tiên này. 46, 48 tối đa 58 cân nhá. Đây ạ. Em này 180k mã 100 ạ. 180k mã 100 bản này cho em tiên nhá. Đó, 46, 48 tối đa 58 cân. Lên tiếp một em màu đen dáng ngắn này. Một em màu đen dáng ngắn. Đây ạ. Đen dáng ngắn nhá. 46, 48. Ôi em này phải 50 cân đổ xuống thôi ạ. Em này size chuẩn S nhá. 50 cân đổ xuống cho em tiên này. 50 cân đổ xuống thôi ạ. Đó. Em này 180k mã 994 ạ. 180k mã 994 cho em tiên nhá. Lên một em màu vàng bò này. Một em màu vàng bò. 531, 531 của chị Ngọc Hảo. Em màu vàng bò. Em này cũng size S cho em tiên này. Size chuẩn S nhá. Em này size chuẩn S phải 50 cân đổ xuống mới vừa các chị ạ. Size chuẩn S cho em tiên nhá. Đó 50 cân đổ xuống cho em tiên này. 180k mã 13 này. 180k mã 13 cho em tiên nhá. Các chị yêu ơi mình không các chị bình luận cho em tiên đi. Lên mã lên chấm lên bài cho em tiên nào. Em tiên lên mẫu cho các chị, em tiên lên tiếp một em cổ tròn còn nguyên tang nhá. Một em cổ tròn này. Một em cổ tròn màu đen này. Đó, một em cổ tròn màu đen đây. Chị thấy dáng không ạ? Em này 46 48 tối đa 58 cân này. Bốn sáu bốn tám tối đa 58 cân bản này cho em tiên nhá các chị yêu, nhìn này dáng rất đẹp luôn, cổ tròn lúc nào cũng rất sang đó. Các chị đeo cho em một cái vòng nữa này nhìn rất đẹp. Bên này là có một cái gọi là nó giả khăn cho mình ấy,
mà làm cái giả khăn ý, nhìn rất là sang chảnh. 46, 48, tối đa 58 cân đêm này. 200k mã 213 cho em Tiên nhá. 200k mã 213 em này nha. Đó. Em liên tiếp một em 2 hàng quy này. Một em 2 hàng quy màu xanh navy. À không, đây là màu đen ạ. À? Em xin lỗi, đây là màu đen nhá. Một em 2 chất liệu à, một em 2 hàng quy này. Kiểu dáng 2 hàng quy. 46 48 tối đa 58 cân này. Em này này. Các chị nhìn cái dáng cho em Tiên nhá, cái dáng này. Nó hơi hơi tay bồng ở đây này, nó kiểu nó hơi hơi lôi cánh rơi ấy. Đấy. Đó, nhìn dáng đẹp không? Điệu không? Nó rất là điệu luôn. Mặc thoải mái cho em Tiên nhá, 46 48 tối đa 58 cân cho em Tiên bản này. Em này cài chéo này, vạt chéo cho em Tiên nhá. Các chị yêu này, vạt chéo này. Ôi giời ơi, nó sang lắm, các chị nhìn đi. Làm gì có hiếm có cái áo là dáng như này không? Nó vừa sang vừa độc luôn ấy. 46 48 tối đa 58 cân bản này cho em Tiên nhá. Siêu sang luôn. Tay này, tay cánh rơi. Tay cánh rơi buông lơi cho em Tiên này. Đó. Em Tiên để rẻ bản này. 180k mã 194 ạ. 180k mã 194, hai bên có túi đối xứng luôn này. Ôi đỉnh luôn. Nhìn ở trong gương mới biết cái độ đỉnh của nó. 180k mã 194 nha. Đây, cài khuy và chưa đeo beo đã như thế này rồi. Lên một em màu hồng này. Lên một em màu hồng. Em hồng màu hồng cổ tròn cho em Tiên nhá. Hồng cổ tròn này. Đó. 46 48 tới tối đa là 56 57 cân cho em Tiên bản này. 46 48 tối đa 56 57 cân này. Đây ạ. 46 48 tối đa 56 57 cân cho em Tiên bản này. Mọi người nhìn cái gấu áo cho em nhá. Điểm nhấn là ở gấu áo. 180k mã 207 ạ. 180k mã 207 cho em Tiên nhá. Đó. 46 48 tối đa 55 56 cân. 194 194 của chị Phạm Chi. Lên tiếp một em màu trắng kem ạ. Một em màu trắng kem. Màu kem nữa chị ạ. Nó là màu kem ấy. Đó. Yêu nhìn này. Dáng này. Dáng rộng rất chi là đẹp nhá. Hôm nay em Tiên có ở sơ mi đấy. Các chị có muốn đổi gió sang sơ mi không các chị? Em sale ở sơ mi cho các chị nhá. Chị yêu nào thích sale sơ mi không? Các chị bình luận cho em Tiên đi cho đỡ buồn nè. Trời ơi, sao hôm nay chủ nhật mà các chị... Các chị yêu nào thích xem sơ mi không? Em Tiên lên sơ mi nhá. Em này cho em Tiên là 46, 48, tối đa là 58 cân này. 46, 48, tối đa 58 cân. Có hai cái túi đối xứng này. Em này cho em Tiên 180k. À không, em xin lỗi, 200k mã 215 ạ. 200k mã 215 cho em Tiên nhá. Đó. 46, 48, tối đa 58 cân vừa. Đây ạ, lên một em màu xanh. Một em màu xanh này. Em Tiên chút. 46, 48, tối đa 58 cân bản này này. Em này 60 cân vẫn vừa nhá. 46, 48, tối đa 60 cân đi. Hai hàng quy này. Em này hai hàng khuy cho em Tiên nhá. Hai hàng khuy. Đó, 46 48 tối đa 58 nặng 60 cân này. 200k mã 23 cho em Tiên bản này. 200k mã 23 nha các chị yêu. Đó.
em tiên lên tiếp với em màu đen dáng lửng này, với em đen dáng lửng này. Chị cái gì kia? Em chào chị Hương Cherry này, chào chị Thu Dung ạ. À. Chào chị Nguyễn Nhung, chào chị Thùy Linh Trần này. Các chị yêu ơi, các chị yêu có lên dáng áo như thế nào thì để lại bình luận cho em Tiên đi, em Tiên sẽ tư vấn cho mình nhá. Em Tiên lên Tiên theo lên theo mẫu nhá. Đó. Em để dáng ngắn nhá, 4648. Chị Hương ai? Chị Hương này lên blazer dáng dài đi ạ. Dáng dài. Dáng như còn em nào? Có em một em dưới này. Chị Hương ơi, chị Hương gì đấy? Chị ơi, chị bao nhiêu cân đấy ạ? Chị lên size như thế nào ạ? Em này 4648 tới tối đa là 58 cân cho em Tiên bản này nhá. Em này rất xinh. Chị nhìn này cái cổ áo cho em Tiên nhá. Các chị phối với sơ mịn được mà mặc áo bra như em Tiên được này. 4648 tới tối đa là 58 cân cho em Tiên bản này này. Em này 200k mã mã 200 luôn. 200k mã 200 bản này. Xinh không? Rất chi là đẹp nhá. Dáng fit eo đẹp lắm. Chị Hương ơi, chị Hương bao nhiêu cân đấy ạ? À? Dáng dài thì có con này. Đây lại con dáng dài này. Màu tối chị nhỉ? Ôi, màu tối thì em lại đăng hết rồi chị ạ, không có màu tối. Dáng dài chỉ có từng kiểu dài như thế này này. Đây em lên con này dáng dài đấy này. Đây gọi là dài lắm rồi đấy. Còn lại những em dài như thế này thôi chị có ưng không ạ? Em là mẹ em màu đen này. Mẹ em màu đen nhá. Các chị yêu nhìn cho em này. Dáng của nó rất đẹp luôn. 4648 tới tối đa 58 cân này. Chuẩn size SM nhá. 4648 tối đa 58 cân này. Đó, chuẩn size SM cho em Tiên nhá. Về rất sắc nét. Chị Thảo Lê này lên ngắn một kem nhé em. 200k mạng 45. Vâng, chị đợi một chút ạ. 200k mạng 45 này dáng ngắn một kem. Để xem còn không. 200k mạng 45 và này em Tiên màu đen. Em Tiên lên tiếp một em màu nút này. Em lên tiếp một em màu bên nút này mà em này dáng hơi lửng tí. Dáng hơi lửng nhưng mà size nhỏ lắm. Em này chuẩn size S cho em Tiên này, 50 cân đổ xuống cho em Tiên bản này ạ. 50 cân đổ xuống cho em Tiên bản này nhá các chị yêu. Đó. 180k mã 21. 180k mã 21. Em này cho em Tiên này 4648 này. Tối đa 58 cân vẫn vừa. 4648 tối đa 58 cân cho em Tiên bản này nhá. Tối đa 58 cân bản này cho em Tiên này. Em cổ V sâu thoáng. 180k mã 179 ạ. 180k mã 179 em này. Đó. Các chị yêu có muốn xem sơ mi không? Em thấy mọi người có vẻ không ấy vest nữa. À không ấy blazer nữa đúng không? Em lên sơ mi cho mọi người nhá. Còn 30 phút cuối đi. Em Tiên lên sơ mi. Ok không ạ? Chị yêu nào lên thích lên sơ mi thì chấm bài cho em Tiên nào. Chấm bài em Tiên lên sơ mi. Em Tiên lên tiếp với em dáng dài này. Một em hồng nút dáng dài này. Hồng nút dáng dài nha các chị yêu. Đó. Có chị nào thích lên sơ mi để lại chấm cho em đi, em lên sơ mi cho. Em này 4648 tối đa 58 cân cho em Tiên nhá. Tối đa 58 cân cho em Tiên bạn này ạ. Đó.
Em này 200k mã 859 ạ. 200k mã 859 cho em Tiên ạ. Hôm nay đi lên sơ mi luôn. Tám năm chín, 859 của chị Trân Huỳnh. Cái gì mà đọc cái gì mà 4648, cái gì 4648 đấy? Cái gì 4648, cái gì đấy? Đây là cái này mà bao nhiêu? Cái xanh vừa xuống là bao nhiêu? Không, cái hồng mới là cái vừa xuống chứ, xem lại em nào. Khách lên 3648 cái này. 4648 chị Hương. Em bảo là 4648, tới tối đa là 58 cân. Ừ, đấy. Em đọc là 4648, tối đa 58 cân, xem lại em cái mã đấy là mã gì. Mã này khách chốt rồi. 859, 859 của chị Trân Huỳnh. Chị nào chốt nhầm. Cái hồng vừa xong là mã 859 nhá chị Hương ơi. 859 em chốt mất rồi ạ. Chị Thu Dung có hồng rút giá ngắn không? Hồng rút giá ngắn ạ. Hết hồng rồi chị ạ. Giá ngắn mà hồng. Hết rồi. Trời ơi. Toàn hồng rút giá dài. Em lên chốt mấy cái màu này cho các chị nhá. Hồng một em màu nút này. Em màu nút cổ V sâu. Cổ V sâu này. Em này cổ V sâu nhá. Các chị yêu này. Những cái em laser cổ V sâu thế này mặc rất chi là sang. Mà các chị phối cho em với cả váy, chân váy. Hoặc là mặc với cả những cái váy liền đấy. Em này 4648, tối đa 58 cân cho em Tiên nhá. 4648 tối đa 58 cân, các chị nhìn này. Hai bên này là có cái điểm nhấn này. Đó. 4648 tối đa 58 cân, 200k mã 53 cho em Tiên. 200k mã 53 bản này ạ. Yên Lam sao giờ này mới lên mã 859 vậy? 859 em chốt được một lúc rồi nha chị Yên Lam ơi. Chị bị lát hay sao? Chị đọc 4648 đấy là em đọc đấy là nhá. Em đọc đấy là cân nặng đấy chị ạ. Em đọc đấy là cân nặng đấy. Chị chắc chị nghe nhầm rồi. Đây em lên tiếp một em màu đỏ đô nhá. Em màu đỏ đô cổ tròn cho em Tiên này. Cụ bẻ tròn này. Đỏ đô này. Đó. 53. Cái gì? Mã 53, mã vừa xuống. Đâu nhỉ? Đây. Đâu ta? Màu be em vừa xuống 53, 53 của chị Thảo Lê. Đây, cái đấy. Em Tiên lên tiếp mà em màu đỏ đô này. Em màu đỏ đô nhá các chị yêu này. Đỏ đô. Đấy. Em này 4648 thì tối đa là 58 cân cho em Tiên nhá. 4648 tối đa 58 cân cho em Tiên bản này ạ. Đó. Đỏ đô này mặc rất chi là tôn da nhá các chị. Màu đỏ đô như cái màu đỏ ấy mình mặc kiểu thường như là nó nổi bật ý. Ví dụ mà đi qua ai phải ngước nhìn đúng không các chị? Đấy. Một em màu đỏ đô này. Ô em này tang đâu ta? 4648 tối đa 58 cân cho em Tiên bản này ạ. À đây. 180k mã 177 ạ. 180k mã 177 cho em Tiên nhá. Đó. 180k mã 177.
em tiên lên tiếp, một em họa tiết này, một em họa tiết hình khối nha các chị yêu, một em hình khối này đó. Đây em tiên lên dáng khoác này, em hình khối, em này là dáng kiểu cổ V sâu ấy, cổ V thoáng nha các chị. Em này 46-48, tối đa 58-60 cân vẫn vừa này. Em này to đấy, size ML đi, size ML cho em tiên 50 tối đa là 65 cân này, 50 tối đa 65 cân cho em tiên bản này nhá. 50 tối đa 65 cân. Đó. Em này 180k mã 189 này. 180k mã 189 cho em tiên bản này nhá. Hình khối, họa tiết hình khối cái gì đây? 180k này, họa tiết hình khối này. Đó. Lên tiếp với em màu xanh ngọc này. Em màu xanh ngọc cổ tròn, cổ tròn phối cổ V ấy. Các chị đây. Em này rất sang. Em này sang. Màu kiểu màu nó sáng hết cả mặt luôn đấy các chị. Màu xanh, nhưng mà em màu xanh này, màu này cũng là một cái màu độc luôn á. Em thấy blazer phải vét ít người nào làm cái màu như này lắm. Em này 46-48 tối đa 58 cân cho em tiên nhá. 46-48 tối đa 58 cân bản này cho em tiên này. Em này sẽ có một cái quy làm điểm nhấn. Và có một cái quy làm điểm nhấn này, một cái quy làm điểm nhấn cho em tiên 46-48 tối đa 58 cân bản này này. Em này 180k mã 110 ạ. 180k mã 110 cho em tiên bản này nhá. Đó. Em lên tiếp một em màu đen này. Một em màu đen. Màu đen là một cái màu basic mà ai cũng nên có một chiếc này. Đó, em này lại là em một em một hàng khuy này. Chị yêu thấy không? Cái vai của nó rất đứng. Nghĩa là những cái dáng áo blazer của Nhật ấy, vai không che đi đâu được luôn các chị. Chị nào vai suông mặc bất chấp luôn cho em. Không bao giờ sợ. Em tiên là một người vai rất là suông luôn á. Mặc nghĩa là em mặc áo hai dây hay là những cái áo mà có vai ấy, đều rất dốt, nghĩa là mặc rất xấu. Nhưng mà thấy các chị em thấy từ đầu like rồi, em tiên mặc dáng áo Nhật nào cũng rất đẹp, không chê vào đâu luôn. Tại vì sao? Người Nhật người ta may cái độ vai này này rất là ưng luôn. Người ta làm cái dáng áo rất là đứng nhá, các chị nhìn này. Cái dáng áo nó đứng một cách dã man luôn ấy, nó đứng form ấy. Còn những cái hàng ọp ẹp Quảng Châu ấy này, cái chỗ này lúc nào nó cũng, ví dụ hoặc các chị đi giặt làm một lần thôi nhá, là nó sẽ bị hỏng cái phần cầu vai này. Nghĩa là nó sẽ bị mềm quặt cái phần cầu vai ra, mặc rất xấu. Em này 46-48 này. 46-48 tối đa là 58 cân cho em tiên bản này. 46-48 tối đa 58 cân bản này cho em tiên nhá. Em này 200k mã 193 cho em tiên ạ. 200k mã 193 nha các chị yêu. Màu đen là cái màu mà mình nên có trong tủ đồ. Em tiên nguyên một dàn áo blazer với áo vest màu đen luôn. Không biết bao nhiêu cái, rất nhiều. Nhiều lắm các chị ạ. Mỗi màu một kiểu luôn ý. Đến nỗi mẹ em còn bảo là tao thấy mày sao mày rắc lắm màu đen này. 189 của chị Linh Nhi Nguyễn. Màu đen mà không bao giờ nhàm chán cho em tiên ạ. Đây nhá. Một em màu xanh nữa này. Em này là cũng là xanh navy đấy. Xanh navy. Các chị thấy không? Mặc này, kể cả màu xanh navy mặc với màu đen cũng rất hợp nha các chị. Này, về này. Đó. Chị nhìn dáng áo cho em tiên nhá. Em này 46-48 tối đa 58 cân này. Dáng áo gần giống như cái áo lúc nãy nhưng mà form to hơn một chút. 46-48 tối đa 58 cân cho em tiên bản này ạ. Em này còn nguyên tăng mát cho em tiên này. Nó có cả cái quy này và cái vải ở đây. Màu và vải thử. Đây ạ. 46-48 tối đa 58 cân cho em tiên bản này nhá. Đó. Còn nguyên tăng mát cho em tiên này. Độ mới 99% gần như là kính con luôn nha các chị yêu. Rất chi là sắc nét. Em này 200k mã 184 ạ. 200k mã 184 cho em tiên bản này nha các chị yêu. Chị sang nguyên cho em cho cái blazer màu nút ở trên sào nhé. Màu nút, cái này đúng không ạ? Đây, đợi em một chút, em lên màu đen này xong sẽ lên bản đấy cho chị nhá. Lên tiếp của em màu đen này, lên nút em màu đen này. Màu đen mà em đó, em này form hơi nhỏ một tí. Chắc là size em nhỏ. Em này size S nha mọi người. 50 cân đổ xuống cho em tiên ạ.
50 cân đổ xuống cho em tiêm bản này nha các chị yêu. 50 cân đổ xuống cho em tiêm bản này ạ. Đó. 180k mã 138 ạ, 180k mã 138 này. Một nút đây để em lên. Em này bị ấy rồi. Em này bị hơi bị ấp màu ở đằng sau lưng chị ạ. Em này bị một cái vết này, hơi ấp màu ở đằng sau lưng các chị yêu nhá. Nhưng mà nó cũng không bị rõ là bao đâu. Cái này về tự xử lý cho em Tiên nhá. Em Tiên để rẻ em này ạ. Em mồm nút đây ạ. Hơi ấp màu thôi, mọi người về tự xử lý cho em Tiên này. Đó em này này, đây. Dáng áo mồm nút này. Các chị nhìn thấy cái đường fit eo cho em Tiên chưa mặc lên đâu nhá. Chưa mặc lên mà đã có cái đường fit eo như vậy rồi. Đây các chị nhìn đi. Cái dáng áo này. Thấy không? Cái đường fit eo này, cái đường hông này. Nó nảy cái hông lên với cả nó đẩy cái eo vào. Các chị nhìn nó rất chi là kiểu lên dáng, rất chi là đẹp luôn ấy ạ. Nó hách dáng cho mình luôn ấy. Em này 46-48 tối đa 58 cân cho em Tiên nhá. 46-48 tối đa 58 cân. Vì bị ấp màu nên em Tiên sale rẻ cho em Tiên cho em này 150k mã 189 ạ. 150k mã 189. Cái ấp màu đằng sau không đáng kể đâu các chị ạ. Về tự xử lý cho em Tiên nhá. Đó, 150k mã 189 em này. Rất chi là ưng cái dáng luôn, thấy không? Cái đường fit eo nó rất đẹp. Em Tiên lên tiếp một em màu vàng bò này. 189 của chị Thảo Vũ. Một em màu vàng bò nha các chị. Màu này là cái màu rất chi là tây. Của em màu vàng bò, em vàng bò, cái màu vàng bò em thấy rất là tây. Mặc rất chi là đẹp luôn. Ở bên Mỹ họ hay mặc với cái màu này lắm. Em này 46-48 thì tối đa là 50 em này 52-53 cân cho em Tiên đi. 52-53 cân nha. Màu này là một cái màu rất chuộng ở bên Tây. Bên Tây họ rất thích mặc màu này. Họ mặc với quần jean đẹp nha các chị yêu nhá. Hay là mặc với cả cái chân váy như em Tiên mặc rất đẹp này. Kiểu người châu Á mình thì họ điệu hơn một chút thì mình mặc cái chân váy. Còn người Tây thì họ rất chi là kiểu linh động, họ kiểu hay mặc với là quần jean ý, kiểu vậy rất đẹp. 46-48 tối đa 55 cân cho em Tiên bản này đi. 46-48 tối đa 55 cân nha các chị. Một em màu vàng bò rất Tây. Em này 180k mã 156 ạ. 180k mã 156 bản này cho em Tiên nhá. Em chào chị Bảo Trâm ạ, chào chị Su Kem này, chào chị An Thái ạ, An Thái An Phú. Các chị yêu tìm bản gì thì để lại bình luận cho em Tiên nhá. Một năm sáu, 156 của chị Thu Dung ơi, chị Thu Dung ơi, mình là khách mới, mình vui lòng check inbox để nhân viên hướng dẫn mình chụp ảnh tươi bắt đầu với ạ. 156 chuẩn bị cho chị Trúc Lê. Em Tiên lên tiếp một em màu xanh navy này. Em màu xanh navy nha. Anh chà, em này dáng rất đẹp. Em dáng ngắn đấy các chị thấy không? Dáng ngắn đấy. Em dáng ngắn cho em Tiên nhá. 46-48 tới tối đa là 58 cân em này. Bốn sáu bốn tám tối đa 58 cân bạn này cho em Tiên nhá. Em rằng ngắn em mặc với chân váy thì gọi là hết nấc luôn các chị ạ. Rất đẹp. Chắc chị là sang, không bao giờ sợ lỗi mốt. 46-48 tối đa là 58 cân cho em Tiên này. Em này 200k mã 198 ạ. 200k mã 198 bản này cho em Tiên nhá. Màu xanh navy đấy ạ. 200k mã 198. Em lên tiếp một em màu nút này. Em màu nút này. Em màu nút dáng dài nha các chị. Màu nút dáng dài đây. Đó. Mẹ em dáng dài đi bốt. Đi bốt vào là đỉnh. Mà kể cả bốt cao hay bốt thấp đều ok nha các chị nhá.
xem cái dáng áo này, dáng áo của nó này, độ xòe này, độ xòe đường fit eo đều có cả nhá. Và chị mặc một cái áo hàng Quảng Châu lên, những cái này nó cứ dài đùn đũn ra, trông nó không hề đẹp một tí nào. Hoặc là cái ve áo này, cái ve áo nó rất là nhăn luôn đấy ạ. Nhiều khi nhá, có khi các chị giặt đi, cái chất liệu vải của người ta sẽ co co, thế nên làm cho cái ve áo này này, thứ nhất là nó nhăn và nó làm mất cái dáng của ve áo, nó sẽ bị quăn vào như này, quăn vào như này rất xấu, đôi khi là mãi không ra luôn đấy. Nhưng mà riêng áo hàng Nhật nhá, các chị cứ mua về thử và thẩm định cho em, nghĩa là nó không bao giờ mất form và vặt, nghĩa là các chị mặc rất thoải mái luôn. Hàng kiểu hàng hiệu, chất hiệu liệu nó sẽ khác hẳn ấy. 46-48 tối đa là 58 cân cho em tiên bản này ạ. 46-48 tối đa 58 cân. Em này 180k mã 50 ạ. 180k mã 50 cho em tiên bản này nhá. Đó, có hai túi. Chị Thu Dung ơi, mình còn ở trong live không ạ? Em không thấy mình phản hồi gì về tin nhắn của mình ấy ạ. Mình vui lòng trả lời tin nhắn inbox giúp em nhé chị Thu Dung ơi. Lên tiếp của em màu trắng kem này. Em màu trắng kem nhé. Đây ạ. Em màu trắng kem mọi người lên dáng này. Mấy cái màu kem với cả màu sữa à, màu nút ấy, thực sự là lên dáng rất đẹp. Các chị yêu nhìn không? Màu mặc là còn dễ luôn, nó rất là sáng da luôn ý các chị. Mà mặc quanh năm ngày tháng không bao giờ sợ lỗi mốt nha các chị yêu. Trời ơi, cái ve áo của nó nhé, để cho các chị sâu các chị xem này. Từng cái ve áo này, từng cái đường ly này, nó may rất chi là nét luôn đi. Chứ làm gì có cái áo nào mà nó may được nét như thế đâu. Nó may là khi đôi lên khi lệch hai bên. Đây ạ. 46-48 thì tối đa 58 cân bản này cho em tiên nhá. 46-48 tối đa 58 cân bản này cho em tiên này. Và em màu kem 180k mã 11 ạ. 180k mã 11 em này cho em tiên nhá. Đó, xinh không? Mà em màu nút rất đẹp. Và em màu nút em tiên ưng lắm. Lên tiếp của em màu hồng này. Lên tiếp của em màu hồng nhá các chị. Em dáng hồng này. Hai cái túi của nó rất điệu. Đây, điểm nhấn hai cái túi các chị nhìn này. Đó, em màu hồng. Em này 46-48, tối đa 58-60 cân, vừa nha các chị yêu. Em này vạt đắp chéo đấy. Trông là thế mà, nó là vạt đắp chéo đấy. 46-48, tối đa 58 cân cho em tiên bản này này. 46-48, tối đa 58-60 cân vẫn vừa cho em tiên bản này nhá. Đó, em này 180k mã 86 ạ. 180k mã 86 bản này cho em tiên nhá. Em tiên lên tiếp của em của local brand Nhật. Em này của em màu nút nhưng mà size nhỏ. Của em màu nút này. Của em màu nút em này size S cho em tiên ạ. 50 cân đổ xuống cho em tiên. Hôm nay rất nhiều màu xinh mà size lại hơi nhỏ. Hôm nay rất nhiều màu xinh mà size nhỏ ấy. Em này 50 cân đổ xuống cho em tiên nhá các chị yêu. 50 cân đổ xuống thôi ạ. Form nhỏ quá. Màu rất đẹp, dáng rất đẹp. Chị nào người mi nhon một chút ạ. Chị nào người mi nhon một chút dinh em này cho em tiên nhá. Chất rất chi là sắc nét này. Dày dặn sắc nét luôn này. 50 cân đổ xuống này 180k mã 90 ạ. 180k mã 90 cho em tiên bản này nhá. Còn lại toàn màu đen ý. Xem còn màu chị thích một nút được không? Em tiên lên một nút tiếp nhá. Em này ấy, em lại chả biết cái lý do vì gì mà nó lại có một cái đường ren đáp ở đây. Có một cái đường ren đáp ở bên trong lót lụa. Đây. 46-48 tối đa 58 cân cho em tiên này. 46-48 tối đa 58 cân này. À không, em này 56 cân thôi. 56 cân thôi các chị ạ, quên mất. 46-48 tối đa 56 cân cho em tiên bản này nhá.
Em này 180k mã 145 này. 180k mã 145 cho em tiên bản này nhá. Em tiên lên tiếp một em màu ghi đi. Màu ghi sáng. Một em màu ghi sáng này các chị yêu này. Một em màu ghi sáng nhá, các chị thấy không? Mặc sáng bừng cả cái khuôn mặt của các chị lên luôn ấy. Đó, một em màu ghi sáng này. Em này 46, 48, tối đa là 56, 57 cân này. 56, 57 cân thôi nha. 46, 48, tối đa 56, 57 cân cho em tiên bản này nhá. Đây. Chị vừa đọc bao nhiêu cân vừa? Chị hỏi là chị ta 1m55, 55, 57 cân như vừa thế này không? Em xem nào. Xem là cái nào nhỉ? Từ để em mặc lại đấy. Nhiều cái này là cái nào, đợi đợi em một chút. Em này để em mặc mã nhá. 180k mã 131 ạ. 180k mã 131 bản này cho em tiên nhá. Em này hả? Ôi thoải mái. Chị nào hỏi đấy? 1m55. 1m55 57 cân. 1m55 hả? Ừ, thế nha. Thì ừ, cái này chị Trúc Lê mình còn ở trong live không? Mặc lên đi. Mặc lên đi. Chị Trúc Lê ơi, mình còn ở trong live không? Cái này cho em tiên, em chị này. Chị khách mới nha, em chị lại không vừa nách nữa rồi. Em chốt lại mã này cho mình nhé, chị Trúc Lê nhá. Em vừa thấy mình lên mã 156 đấy ạ. Chị Trúc Lê ơi, mình có lên à, mình có lấy tiếp bản này không? 46 48 tối đa 58 cân cho em tiên nhá. Em này này. Chị kia thì lại hơi bị chật một tí rồi. Chị Trúc Lê nếu mà lấy thì mình cái gì mã bao nhiêu nhỉ? 156. 156, 156 của chị Trúc Lê. Okay. Màu vàng bò nó xinh quá chị ạ. Em lên tiếp một em kẻ này. Em kẻ nhá các chị yêu này, em kẻ này. Kẻ của hàng của Nhật rất đẹp. Từ chân váy đến blazer em tiên phải công nhận điều đấy. Người ta làm kẻ rất tinh tế luôn. Thường mình mua cái kẻ bên ngoài, kể cả kẻ sọc hay kẻ ngang, thậm chí kẻ caro, kẻ gì, các loại kẻ mặc lên người trông rất chi là béo. Nghĩa là nhìn nó bị xấu ấy các chị. Nhưng mà nhá, từ cái chân váy của Vin Nhật này, của hàng Nhật này, đến cái áo blazer nhìn kẻ nó rất chi là tinh tế luôn ấy các chị. Này, trông đẹp không? Nó lên dáng rất chi là ôm trọn vẹn cái dáng của mình luôn nha các chị. Nó không bao giờ nó lộ khuyết điểm gì luôn nha các chị này. Đó. Đôi khi nó còn ẩn khuyết điểm hơn cả những cái áo blazer bình thường các màu khác hoặc là họa tiết khác nhá. Nên chọn màu kẻ blazer của Nhật, các chị yêu nhìn nhá. Em này 46, 48 tối đa 58 cân vẫn vừa cho em tiên này. 46, 48 tối đa 58 cân cho em tiên nhá. Một em blazer kẻ rất ưng. Em này 200k mã 103 cho em tiên này. 200k mã 103 bản này nhá các chị yêu. Đó. Em một em blazer kẻ ưng hết nó. Nói kẻ để em lên tiếp cái kẻ nữa. Đây. Lại tiếp một em kẻ rất chi là hot. Các chị thấy không? Mặc kẻ lên nó đẹp lắm và nó nổi dã man luôn nhá. Nó rất nổi. Em này 50 tới tối đa là 60 cân cho em tiên bản này. 50 tối đa 60 cân cho em tiên nhá. Đây. 50 tối đa 60 cân bản này cho em tiên này. Kẻ đẹp không? Kẻ nó mặc ẩn người dã man luôn. Cái ẩn cái dáng mà nó lên cái dáng đẹp lắm. Nó không bị phình người hay là bị xấu đâu. Em này 180k mã 192 ạ. 180k mã 192 bản này cho em tiên nhá. Đó. Em liên tiếp một em màu đen này các chị này. Màu đen nhá. Em màu đen. Đây. Chị em nhìn này. Em màu đen cho em tiên này. Em
em này 46-48 thì tối đa là 58 cân cho em Tiên này. 46-48 tối đa 58 cân bản này cho em Tiên nhá. Các chị yêu nhìn này. Có độn vai nha các chị. Em rất ưng cái độn vai luôn. 46-48 tối đa 58 cân bản này cho em Tiên nhá. Gì nhỉ, hồi xưa em Tiên đi may vest cho khách ý, đi đo vest cho khách ý. Nó khó nhất là cái phần vai phần tay. Lúc nào vai nghĩa là khi mà đo lên thì số đo rất chuẩn, nhưng mà khi may lên ý, kể cả thợ may nhá, đây là thợ may của em, bọn em là cũng là một cái nhãn hiệu rất là hàng phân khúc cao cấp luôn, mà may cái thợ may người ta đang may lên cái phần vai này, cái cầu vai và cái áo này phải chỉnh sửa ít nhất là 3-4 lần, ít nhất là 3-4 lần nó mới lên được cái dáng áo cho khách. Chị, các chị có hiểu không? Thế mà đây một cái dáng áo của vest Nhật mà nó vay may cái cầu vai tỉ mỉ như này, mà mặc nó suông như thế này, nó đứng được vai cho các chị như này thì nó thật sự là tuyệt vời luôn các chị yêu ạ. Mình nên mua những cái áo blazer vest Nhật như thế này. Cái áo blazer giả vest Nhật như thế này nhá. Mặc rất là ổn luôn nha các chị em này. Các chị thấy không? Vai em Tiên là vai rất suông nha, vai suông cực kỳ luôn, mà mặc áo vest mặc áo blazer nó lên được cái vai dáng áo như này rất đẹp. Đấy. Em này cho em Tiên. Em tâm sự một chút là như thế. 200k mã 123. 200k mã 123. Hồi xưa em Tiên đấy. Đo vest cho khách sợ nhất là áo là phần vai. Đo không chuẩn tí thôi là toang luôn. Đấy là may vest nha các chị, đấy là vest nha. Và chất liệu áo blazer nó khác hẳn áo vest, mà nó lên được cái cầu vai như thế là rất tuyệt vời rồi. Nó thật sự là rất đỉnh luôn. Đây các chị nhìn xem cái lót áo này. Đây một em màu xanh navy này. Một em màu xanh navy nha các chị. Xanh navy. Và cái thứ hai nữa em Tiên rất ưng, đó là cái đường fit eo và cái đường phần cái phần này này. Các chị thấy không? Để em xem. Cái đường cong lưng ấy. Cái đường cong lưng của áo blazer ấy, nó rất chi là chuẩn luôn nhá. Cái áo vest nó may rất khó cái đường cong lưng này của khách này. Con trai nha, con trai họ vẫn mặc đường cong lưng, và con gái họ cũng vậy, mà cái đường cong lưng mà để mà đo được đúng vào cái đường eo như thế này rất chi là khó. Thế mà tất cả những cái điều khó đấy mà blazer Nhật đều làm được hết các chị yêu ạ. Thật sự. Em này 46-48 tối đa là 58 cân cho em Tiên này. 56 cân ạ. 56 cân. 46-48 tối đa là 56 cân cho em Tiên này. Em này 200k mã 31 nha các chị. Một em màu xanh navy này. 200k mã 31 quy đúc nha. Vai dựng này. Đó. 200k mã 31 cho em Tiên. Tất cả những cái áo blazer đã là một cái áo rất là linh động rồi. Mặc lúc nào cũng được luôn ạ. Các chị phối hợp với cả phối kết đồ, với cả phối đồ với cái gì cũng hợp luôn ý. Jean cũng hợp này, quần jean đều hợp này, chân váy được này, quần vải, quần Âu đều được nhá. 31 của chị Huyền Baby. Em này các chị nhìn này. Cái độ đứng vai này, cái độ đứng vai cho em Tiên này. Em quên mất. Để tiếp khoác này. Đây khoác như thế này cho các chị xem nhá. Đây. Đó. Em này 46-48 tối đa 58 cân cho em Tiên nhá. 46-48 tối đa 58 cân bản này cho em Tiên này. Em này 200k mã 191 ạ. 200k mã 191 cho em Tiên nhá. Đó. Em màu đen. Em lên tiếp một em màu vàng này. Em màu vàng cổ dựng nhá các chị yêu. Em màu vàng cổ dựng này. Đó, vàng cổ dựng cho em Tiên nhá. Đó. Cổ dựng này, vai dựng này. Em này 46-48 tối đa là 58 cân vẫn vừa nhá. 46-48 tối đa 58 cân trên Tiên. Một em màu vàng tươi, mặc cực kỳ là sáng da và tôn da ấy ạ. Mặc này nó sáng bừng ở khuôn mặt lên luôn này, trông nó tươi luôn. Đó các chị thấy không? 46-48 tối đa 58 cân, 180k mã 20 ạ. 180k mã 20 bản này nhá.
em liên tiếp với em của Zara Basic này, của em của em của em của Zara này. Đó. Em tô màu khói nhá. Em màu ghi khói đi, màu kiểu màu màu ghi trầm ấy. Của em màu ghi trầm ghi khói nha các chị yêu. Đó, thấy không? Em này cũng là thuộc một trong những cái màu mà nên có trong tủ đồ đấy các chị ạ. Đây, em này 4648 tối đa là 56 cân cho em Tiên này. 4648 tối đa là 56 cân nhá. Tối đa 56 cân các chị nhìn cái vây áo đi. Vây áo cho em Tiên này. Đó, 4648 tối đa 56 cân. Em này 200k mã 203 nha. 200k mã 203 cho em Tiên này. Đó. 2020 của chị Sally Trần. Em Tiên lên tiếp với em màu trắng này. Với em màu trắng kem, trắng sữa. Trắng kem này. Các chị thấy không? Cái cổ của nó này chảnh dã man nhá. Cổ sang cực kỳ này. Đó. Em này 4648 cho em Tiên. 4648 tối đa là 56 cân nhá. 4648 tối đa 56 cân bản này cho em Tiên này. Trời ơi, cái dáng áo lên đẹp lắm các chị ạ. Em này mặc với váy thì hết nấc luôn này. Mặc với chân váy cho em Tiên. Xong đi bốt lên. Dã man luôn, sang lắm. Màu trắng nha, cái cổ này em đã bảo rồi, cổ này các chị thắt khăn lụa ấy, khăn lụa cho em Tiên 4648 tối đa 56 cân này. 180k mã 113. 180k mã 113 cho em Tiên nhá. Lên nốt với em một kẻ này các chị yêu ơi. Sắp hết giờ livestream rồi, các chị có câu hỏi nào không ạ? Em sẽ lên nốt em một kẻ một nút để cho các chị này. Em kẻ nha. Đây, em kẻ. Dáng áo không ạ? Em bảo rồi, kẻ blazer thì không chê vào đâu được. Các chị nên có nhá. Em để 4648 tối đa 58 cân cho em Tiên ạ. 4648 tối đa là 58 cân bản này cho em Tiên nhá. 4648 tối đa 58 cân bản này cho em Tiên này. Em này 180k mã 999 ạ. 180k mã 999 này. Em này là một em local brand này. Local brand của Hà, của Nhật. Em không biết đọc cái brand đấy là gì luôn á. Đây ạ. Em màu này là màu nút. Màu kem nút ý các chị, màu kem nút. Em này 50 tối đa là 60 cân vẫn vừa cho em Tiên nhá. 50 tối đa 60 cân này. Em này đúng dáng men's wear luôn này. Nhập quên mất, 50 tối đa là 60 cân cho em Tiên bản này. 50 tối đa 60 cân này. Em này đúng kiểu style vintage luôn á. Đó, như thế không? Em này cho em Tiên 180k mã 180 ạ. 180k mã 180 nha các chị yêu. Đó. Các chị yêu còn câu hỏi nào không ạ? Mọi người ơi, các chị yêu nào có câu hỏi nào hoặc là mình thắc mắc cái gì thì mình để lại bình luận cho em Tiên nhá. Không thì em Tiên xin phép kết thúc livestream ở đây ạ. Em Tiên xin chúc tất cả các chị yêu đang xem live ngủ ngon nha. Và cảm ơn tất cả các chị yêu đã săn like ngày trong tối ngày hôm nay cùng với cả em Tiên và Vin Scarlett nha. Bye bye tất cả các chị yêu ạ. Bye.